Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì Phạm Mớn lại tiếp tục quay trở lại giới thiệu các cái mã hàng của bên shop. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái bẫy chuột thông minh nhá. Đây nó sẽ là con bẫy chuột rất là tiện lợi khi sử dụng, thì các bác ấn đều hai tay này cho em này. Ấn đều hai tay cho bẫy mở này. Đó, và các bác chỉ cần chạm nhẹ này thôi là con chuột sẽ sập bẫy luôn nhá. Rất là mạnh thôi nhá, rất là mạnh luôn. Đó. Thì con này rất là tiện và giá thì chỉ có 15 cành thôi. Dùng thì cực kỳ là an toàn nha các bác, chỉ cần nhấp đều này cho em này. Nhấp đều này cho em. Đó, và khi mà con chuột nó chạm vào bẫy là nó sẽ bị sập nhá. Đấy, các bác thấy không? Rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 15k cho một con bẫy chuột thông minh như này nhá. 15k. Lên cho em là bẫy chuột thông minh, giá sẽ là 15.000 thôi nhá. 15.000 một chiếc. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là này, bên shop tiếp tục về cho các bác cái kìm tuốt dây nhá. Kìm tuốt dây các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một con kìm rất là đa di năng luôn. Hàng của thương hiệu Fuka này, Fuka của Nhật đây. Đấy, Fuka Japan qua này. Đấy. Thì con này rất là tiện ích nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình tuốt dây này, bấm cốt này. Đấy, tuốt dây bấm cốt rồi là tuốt các cái phần dây ra làm đôi này, ra làm tư này, đều ok hết nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con kìm tuốt dây như này, giá của nó sẽ là 95.000 nhá. 95.000 cho một con kìm tuốt dây như này. Đấy, và đây nó sẽ có tuốt dây từ 0.8 đến 3.2 mm nhá, 3.2 mm. Thì bác nào làm thợ điện là bắt buộc phải có con này, dùng nó rất là tiện. Hàng nội địa của Nhật, thép trắng không gỉ này. Qua kiếc cán cầm của nó rất là chắc chắn luôn, cao su êm ái này. Các bác dùng thì nó rất là đa di năng, dùng để tuốt dây điện. Các bác làm thợ làm nghề xoắn dây này, hoặc là dùng để cắt dây giết các thứ, nói chung là rất là tiện ích luôn. Đây, có cái phần cắt dây ở đây. Đấy, dùng để xoắn rồi cắt dây các kiểu con này điều luôn. Rất là tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là kìm tuốt dây nhá, kìm tuốt dây. Giá sẽ là 95k. Đó. Các bác lên cho em là kìm tuốt dây này. Đấy, kìm tuốt dây. Kìm tuốt dây nhá. Đấy, kìm tuốt dây giá của nó sẽ là 95k một chiếc nhá. 95.000 một chiếc kìm tuốt dây như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp 5 đũa. Đấy, các bác lên cho em là đũa inox nhá. Đấy, đũa inox một hộp này bao gồm là 5 đôi. 5 đôi đũa inox này, hàng của thương hiệu Winling hay người của Đức này. Hộp này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000 nhá. 55k cho một hộp như này. Một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là đi hộp này sẽ bao gồm cho các bác là đi 5 đôi đũa inox như này nhá, 5 đôi đũa inox như này. Rất tiện ích luôn, và giá thì chỉ có cho các bác là đi 55.000 thôi, 55.000. Đấy, lên cho em là đũa inox nhá, giá sẽ là 55k. Đó. Đũa inox giá của nó sẽ là 55k trên một hộp nhá, 55.000 trên hộp, 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy các bác lên cho em là con máy máy sấy đũa nhá. À, đây nó sẽ là một con máy sấy đũa như này các bác. Đấy. Con này các bác chuyên dùng để mình sấy đũa. Rất là ok. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái chân cắm ấy rồi. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đây nó sẽ là cái khay để đựng nước này, khay đựng nước đây. Khay đựng nước thừa đây, rất là tiện nhá. Và các bác chỉ cần mở cho em cái nắp này ra này. Đấy. Mở cho em cái nắp này ra nhá. Đấy, thì mình dắt đũa ra tiếp vào đây. Và đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái miếng dán luôn. Miếng dán này để các bác dán lên tường nhá. Đấy, em sẽ có cái video cho các bác xem thực tế luôn cho nó trực quan sinh động. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con máy sấy đũa này thôi. Đấy, mùa đông mùa này nồm ẩm các bác nên dùng con máy sấy đũa này rất là tiện ích nhá. Lên cho em là máy sấy đũa này. Máy sấy đũa. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k. Đấy, đây sẽ có video thực tế luôn. Mốc không, nếu bạn không sấy khô và khử khuẩn đũa thìa sau khi rửa, bạn có thể gặp nguy cơ mắc bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy bạn cần gì để giải quyết vấn đề này? Hãy để máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV giúp bạn. Máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV là sản phẩm tiện lợi, an toàn và hiệu quả. Máy có thiết kế gọn gàng, sang trọng, có thể treo ở mọi không gian. Máy có chức năng sấy khô và khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV, giúp loại bỏ sóng khuẩn, côn trùng và nấm mốc. Máy còn có đèn LED xanh giúp bạn dễ dàng nhận biết trạng thái của máy. Máy có dây sạc Asiber, dễ dàng tháo lắp và vệ sinh. Máy còn có bảo hành 1 năm, đảm bảo chất lượng và uy tín. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy nhấp vào góc trái màn hình để mua ngay máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV nào. Bạn có biết rằng đũa thìa là nơi ẩn chứa nhiều sóng khuẩn, côn trùng và nấm mốc không? Nếu bạn không sấy khô và khử khuẩn đũa thìa sau khi rửa, bạn có thể gặp nguy cơ mắc bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy bạn cần gì để giải quyết vấn đề này? Hãy để máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV giúp bạn. Máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV là sản phẩm tiện lợi, an toàn và hiệu quả. Máy có thiết kế gọn gàng, sang trọng, có thể treo ở mọi không gian. Máy có chức năng sấy khô và khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV, giúp loại bỏ sóng khuẩn, côn trùng và nấm mốc. Máy còn có đèn LED xanh giúp bạn dễ dàng nhận biết trạng thái của máy. Máy có dây sạc Asiber, dễ dàng tháo lắp và vệ sinh. Máy còn có bảo hành 1 năm. Đấy, rất là tiện ích nha, mà giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con máy sấy đũa như này thôi. 100k nha, rất tiện ích luôn và rất ngon lành. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con
súng massage các bác nhá. Đấy, súng massage thì đây nó sẽ là một con súng như là hình khẩu súng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. 170.000 cho một con súng massage như này nhá. 170k. Đó, 170k cho một con súng massage này nhá. 170.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Đấy, thân máy nhá, lõi của nó là lõi bằng đồng nhá, động cơ không chổi than này. Đấy, và các bác lắp các cái đầu massage vào chưa? Đấy, giữ lì này là máy sẽ chạy nhá. Tắt bật là phải giữ lì nhá các bác. Máy chạy cực kỳ đặc luôn các bác. Dùng rất là mạnh luôn. Đây cấp độ 1 các bác có thể đẩy cấp độ lên này. Dùng rất là khủng khiếp luôn. Dùng rất là mạnh luôn. Các bác có thể dùng để bắt xa các cái bó cơ này, bắp tay, bắp chân này. Con này thì nó sẽ là dòng cảm biến nhá. Các bác càng nhấn mạnh thì nó sẽ là càng rung mạnh. Còn các bác bỏ ra thì nó sẽ lại rung nhẹ nhá. Đấy. Thì mình có thể dùng để massage cổ, vai, gáy rồi dây thần kinh, đấy, lưng. Và có kèm cho các bác là 4 đầu massage và một cái cáp sạc như này nhá. Giá thì chỉ có 170.000 thôi. Đấy, lên cho em là súng massage nhá, nó hình khẩu súng như này. Cho nên là bên em gọi nó là súng massage. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 mỗi em này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bộ vít đây. Một cái bộ vít như này. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn, chỉ có 130.000 thôi. 130.000 cho cái bộ vít như này các bác. Đấy. Bộ này thì bên shop lên nó sẽ là bộ V46 nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 20 đầu vít này. 20 đầu vít này rồi đầu khẩu rồi tay công các kiểu con đà điểu luôn. 20 đầu vít này, 10 và đầu khẩu từ 4 đến 14 này rồi các cái chi tiết khác nữa. Nói chung là bộ này thì tha hồ thoải mái cho anh em các bác sử dụng làm thợ làm nghề hoặc là sửa chữa lặt vặt trong gia đình cũng rất là ok. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. Giá không tin nổi luôn. Đấy, tay công, tay lắc, tay nối dài đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Đây nó sẽ có cho các bác là đây, đây em sẽ cho các bác xem này. Đây nó sẽ là một con tay công như này nhá. Tay công như này các bác này. Đấy. Tay công này thì các bác có thể dùng để lắp khẩu này hoặc là lắp vít đều được này. Đấy. Có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn các bác nhá. Đấy, có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn, rất là tiện này. Đấy, lắp khẩu cũng được mà các bác. À, lắp vít được, lắp vít được. Đấy, rất là ok. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái tay kiểu tay vít như này. Cái tay vít này rất là tiện này. Các bác có thể lắp cái tay vít này mình dùng trực tiếp luôn. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là tay nối dài này. Tay nối dài và tay ngoắt nghéo này. Tay này có lò xo ngoắt nghéo này. Đấy, rất là đa di năng luôn nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là các cái món như này. Đầy đủ khoảng 45-46 chi tiết cho các bác luôn. Mà cái giá thì bên shop đang thanh lý cho bác giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ V46 nhá. Bộ V46. Giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Đấy. V46 giá sẽ là 130k. Giá siêu hạt rẻ cho bác luôn. V46 này, 130k. Không để tin nổi luôn, 130.000 trong cái bộ vít thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cưa lách nhá. Cưa lách này, hàng của thương hiệu Fukuoka của Nhật này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một con cưa lách như này nhá. 50.000. Đấy, con này thì rất là tiện, các bác có thể dùng để cưa cây, cưa cành này. Đấy, rất là tiện luôn, cưa lách giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác con dao thái lỗ này. Đấy, đây nó sẽ là một con dao như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan này. Con này thì các bác chuyên dùng để thái thôi. Bản của nó thì khoảng 8 cm nhá, chiều dài thì khoảng 30 cm. Đây, siêu bén luôn. Các bác có thể dùng để thái này. Đấy, rồi gọt hoa quả cũng được, thái gọt. Và con này thì rất là vừa sinh, nặng khoảng 2 lạng, nặng khoảng 2 lạng nhá. Vừa sinh, thái thì cực kỳ là ngon luôn. Hàng đánh nhám chống dính này, nội địa của Nhật này, made in Japan nhá. Các bác lên cho em là dao thái lỗ nhá. Dao thái lỗ này. Dao thái nó có lỗ thì nên lên cho em là dao thái lỗ 125k. 125.000, đấy nó có lỗ này. Đấy, cho nên là em gọi nó sẽ là dao thái lỗ nhá, rất là ngon luôn. 125.000 cho một em dao thái lỗ như này, rất tiện ích nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về với bác dòng sản phẩm đó là cái phích đun sôi nhá. Đấy thì nó vừa là phích để giữ nhiệt, vừa là dùng để làm ấm siêu tốc đun sôi luôn. Đấy, hàng cực kỳ đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, hàng thương hiệu Cucu nhá. Hàng thương hiệu Cucu, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, có giữ nhiệt cho các bác luôn nhá. Giữ nhiệt cho các bác luôn và nó tự động ngắt nhá. Đấy, các bác cứ đặt lên khay này cho em là xong. Khi nào mà sôi là nó sẽ tự ngắt nhá. Đấy, và có giữ nhiệt luôn. Giá thì chỉ có 180.000 thôi. 180.000 cho mấy em phích đun sôi như này. Đó, phích đun sôi nhá. Vừa là giữ nhiệt vừa là ấm siêu tốc luôn thì nó rất là tiện. Đấy, nó sẽ là hai chức năng cho các bác luôn. Các bác chỉ cần đặt lên nhà cho em là xong. Đó. Và lúc nào mà sôi nó sẽ tự ngắt, còn lại là nếu mà các bác không muốn để thì các bác bỏ ra. Lúc nào mình
cần nóng thì là mình đặt vào, không có thì mình bỏ ra nhá. Giá sẽ là 180.000 cho một con phích đun sôi như này. Lên cho em là phích đun sôi, giá sẽ là 180k nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con cái bộ máy rửa xe nhé. Bộ máy rửa xe giá thì chỉ có 290.000 thôi. Máy rửa xe chạy bằng pin này. Thì đây sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu vòi này. Đấy, dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét này. Rồi cái này nó sẽ là đầu vòi xịt tuyết này. Đấy, một thân máy này. Đấy. Một thân máy nhá các bác nhá. Đấy, một thân máy này. Một thân máy như này. Đấy, một thân máy, một cáp sạc này. Và một viên pin nhá. Một thân máy, một cáp sạc, một viên pin. Đấy các bác theo. Đấy, đây. Đã có test nước. Ok, ngon lành này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Một thân máy, một cáp sạc, một viên pin. Đầy đủ combo cho các bác như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 290.000 thôi nhá. 290.000 cho một cái bộ máy rửa xe pin như này nhá. Lên cho em là rửa xe pin này. Máy rửa xe pin này, rửa xe pin, giá sẽ là 290k. Ngoài rửa xe các bác có thể dùng để mình tưới cây rồi làm mọi việc đều được nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Các mặt hàng bên shop về. Bên em thì ship hàng toàn quốc. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200 thì các bác hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 ship các bác nhá. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Rồi em sẽ đi vào chi tiết luôn thì các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bình các bác lên cho em là bình 20 nhá. Dung tích của nó là 2 lít. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn có 80.000 thôi. 80.000 cho một con bình 2 lít thế này. Hàng bằng inox 304 các bác ơi. Đấy các bác thấy không? Rất là dày dặn chắc chắn, và cái giá thì giá thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Đấy, chỉ có 80.000 trong con bình như này. Nắp của nó thì nó sẽ là nắp gioăng cao su này, rất là chắc luôn nhá. Bên trong bên ngoài của nó đều là inox 304 hết nhá. Các bác dùng để đựng nước lọc, nước uống này. Hãm chè, hãm chiếc cũng rất là ok. Con này thì nó không có tính năng giữ nhiệt cao đâu. Nó là một cái dòng bình bình thường thôi để các bác đựng nước thôi, chứ con này không có chức năng giữ nhiệt nhá. Đấy, tại vì cái giá của nó thì nó chỉ là một con bình đựng nước bình thường thôi. Lên theo là bình 20 nhá. Bình 20 giá sẽ là 80k cho một con bình 20 như này nhá. 80.000. Dung tích của nó là 2 lít cả vỏ các bác nhá. Đó. Dung tích là 2 lít cả vỏ. Giá chỉ có 80k cho con bình 20 này thôi. Dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái thảm lau chân nhá. Các bác lên cho em là thảm 46 này. Kích thước của nó sẽ là một chiều 40 và một chiều là 60. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng thảm của Nhật nhá. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, rồi phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn đều được hết. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nỉ như này các bác này. Đấy, nó sẽ là bằng nỉ như này. Đấy, chất liệu của nó là bằng nỉ này, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Mặt trên của nó thì sẽ là bằng nỉ, nỉ của nó là nỉ mịn nhá, thấm hút nước cực kỳ tốt luôn, không bị đọng bụi vào trong nhá. Đấy, và mặt dưới của nó bằng cao su non, chống trơn trượt rất là tốt luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Một cái thảm 46 như này. Kích thước của nó sẽ là 40x60. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là một con thảm như này giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000 trong chiếc thảm thảm lau chân như này. Các bác có thể dùng để mình để trước cửa nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách đều ok hết nhá. Lên mã giúp em đó là thảm 46. Giá sẽ là 45.000 nhá. Lên cho là thảm 46 này. Thảm 46 giá sẽ là 45k nhá. 45k trong cái thảm 46 như này. Kích thước của nó sẽ là 40x60cm nhá. 40x60cm. Đấy, rất là ok luôn, giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái vật đứng nhá. Con này thì giá bao nhiêu nhỉ? 130.000 trong cái vật đứng như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Ở đây thì sẽ kèm với các bác là một cáp sạc và một cái chân như này nhá. Một cáp sạc, một cái chân như này. Đấy. Tính năng chính của nó thì thứ nhất là dùng để vật muỗi này. Bắt muỗi tự động thì các bác bật cái đèn này lên cho em để bắt muỗi tự động này. Lưu ý các bác là khi mà mình sử dụng cái tính năng bắt muỗi tự động thì mình phải cắm sạc vào cho em nhé. Ở đây thì nó chỉ có dây thôi, về nhà các bác cắm vào củ sạc nhà mình này, con này. Đấy. Điện của nó thì nó đánh rất là mạnh luôn, có thấy không? Đấy, đánh rất là mạnh luôn nhá. Điện đánh rất là mạnh luôn. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn nhá. Có chức năng là bắt muỗi tự động và có chức năng bắt muỗi thông thường này. Bắt muỗi thông thường này các bác chỉ cần vật này cho em xong này. Đánh rất là mạnh luôn, kêu tanh tách luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 con ốc như này. 4 con ốc vít ở cái đai này rất là chắc này. Các bác cầm vật đi vật lại rất là khỏe luôn. Cầm cực kỳ là khỏe và đàm tay luôn. Bên trong thì sử dụng cái quả pin 18650 nhá, cho nên là nó rất là mạnh điện các bác này. Đấy, mạnh điện lắm các bác thấy không? Đấy, bánh này. Thấy không? Bánh rất sợ luôn. Đó. Các
các bác tránh xa tầm tay trẻ em nhé. Khi bắt muỗi tự động thì các bác để vào cái đế này cho em này, để vào cái đế này, sau đó thì mình bật cái chức năng là bắt muỗi tự động lên, đó là nó sẽ thu hút con muỗi, nó sẽ bay vào cái đèn hồng ngoại này nhá, đó rất là tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá siêu tốt luôn, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, hàng này sẽ là hàng 3 chức năng luôn, bắt muỗi tự động này, vật muỗi này, rồi làm đèn ngủ được luôn nhá. Các bác có thể vừa làm đèn ngủ này, vừa bắt muỗi tự động, vừa làm vật muỗi luôn. Lên cho em là vật đứng nhá, vật muỗi đứng này, vật muỗi đứng này, vật muỗi đứng, giá sẽ là 130.000 nhá, 130k. Bình thường các bác mua cái vật của Việt Nam mình thôi nó cũng đã phải tầm khoảng 100-120 rồi, mà đây có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone, thì ở đây nó sẽ là một dây và một củ như này, một dây và một củ như này, chuyên dùng cho điện thoại iPhone này. Đấy, chuyên dùng cho điện thoại iPhone Apple đây, đó quả táo đây các bác nhá, đó củ của nó cực kỳ là đầm và chắc luôn. Công suất của nó thì nó sẽ là dòng của iPhone 14 Pro Max, công suất của nó sẽ là 20W nhá. Đó, lên mã giúp cho em đó là dây sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60.000. đó, dây sạc nhanh iPhone, dây sạc nhanh iPhone này, sạc nhanh iPhone, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k là cái dây sạc nhanh iPhone như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là cái củ sạc nhanh nhá, các bác lên mã giúp cho em đó là củ sạc nhanh. Đấy, đây nó sẽ là một con củ như này, đấy để các bác dùng để mình cắm này. Đây thì nó sẽ có là một cái củ sạc như này, còn về nhà thì các bác tự dùng sử dụng dây nhà mình thôi, và nó sẽ có cái dây để mình kết nối với ổ điện cắm này. Ở đây thì nó sẽ có là hai chân sạc nhanh của USB và hai chân Type C như này đó. Thì cái này thì các bác lên cho em là củ sạc các bác lên cho em là củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, củ sạc đa năng, con này thì giá sẽ là 80.000 cho một cái củ sạc như này, về nhà các bác cắm và kết nối vào các cái đầu nguồn dây của các bác là ok. Đấy, dòng của nó sẽ là iPhone 13 Pro Max này. Đó, lên cho em là củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng, củ sạc đa năng, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80.000 cho một cái củ sạc đa năng như này. Con này thì rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo chiên ngập dầu nhá, đường kính của nó là 20cm. Con này thì các bác dùng để mình chiên rán đồ ăn rồi rán nem rán nước rất là ok. Thứ nhất là nó có tráng đá chống dính này, tráng đá chống dính rất là tốt luôn. Thứ hai là nó có cho các bác một cái khay như này để các bác rán nem rán nước, thì các bác đặt lên đây, nem rồi cá kia các thứ đặt lên đây, đường kính của nó là 20cm. Đấy, con này thì các bác rán thì nó rất là tiện, tại vì là mình chiên ngập dầu thì rất là ok nhá, để mình chiên tôm chiên cá này, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, đường kính của nó là 20cm. Và giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá nó chỉ 100.000 thôi, giá chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là chảo chiên ngập dầu nhá, chảo chiên ngập dầu. Đấy, chảo chiên ngập dầu này, chảo chiên ngập dầu, đường kính là 20cm. Đấy, chảo chiên ngập dầu đường kính là 20cm nhá, giá của nó sẽ là 100k cho cái chảo chiên ngập dầu như này. Con này thì rất là tiện để cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nạo 3 món này, nạo 3 món. Thì đây nó sẽ là một cái nạo như này, bao gồm cho các bác là 3 món luôn, và giá thì chỉ có 25.000 cho 3 cái chiếc nạo như này thôi. 3 món như này mà giá chỉ có 25.000 thôi. Ở đây thì nó sẽ là một con nạo như này. Con này thì có quai đeo này và có một phần nạo vỏ, một phần nạo sợi này. Đấy, và cái này thì nó sẽ là một cái nạo ngang tay như này, và có cái phần này để các bác khoáy cái phần bị sâu này, và một cái con dao nhọn như này. Con này thì các bác dùng để làm lòng gà, lòng cá này, rồi là nhổ lông gà lông vịt rất là ok. Combo cho các bác 3 món như này. Lên cho em là nạo 3 món, giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Nạo 3 món này, nạo 3 món, giá của nó sẽ là 25k. 25k cho một cái bộ nạo 3 món như này nhá, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nồi cơm điện hàng của thương hiệu Chigo nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Chigo này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Các bác lên cho em là nồi Chigo, hàng này các bác lên cho em là nồi cơm mini nhá, nồi cơm mini. Con này thì nó chỉ sử dụng cho hai người ăn được thôi các bác nhá. Đấy, thì ông bà già hoặc là nhà các bác ít người thì dùng cái nồi này cho em. Nó sẽ là nồi mini, nó rất là nhỏ thôi các bác nhá, rất là nhỏ thôi. Đấy, con này thì nó rất là nhỏ xinh như này, thì khi các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích. Đấy, nấu cơm rất là ngon luôn. Giá thì sẽ là 270.000. 270.000 cho một cái nồi cơm như này các bác này. Đấy, nhỏ nhắn xinh xắn như này nhá. Cái nồi này thì cái dung tích của nó thì các bác nấu 2 người ăn là ok nhá. Nấu 2 người ăn là ok. Đó, đây là cái nồi của nó này. Đấy, nấu 2 người ăn là ok nhá. Đấy, 2 người ăn là ok rồi các bác này. Đấy, 2 người ăn là ok. Đó, giá thì cái shop đang gửi tới các bác có giá rất hợp lý luôn. Đấy,
có đong gạo, có qua kiếp các thứ đầy đủ như này nhá. Đấy, con này thì chỉ sử dụng cho hai người ăn được thôi. Các bác lên cho em là nồi cơm mini nhá, nồi cơm mini giá sẽ là 270.000 và bên em bao ship đến tận nhà các bác luôn. Đó, con này thì các bác chỉ sử dụng cho hai người ăn thôi nhá, chứ còn không quá hai người đâu con nhá. Đó, nồi cơm mini giá sẽ là 270.000 nhá. Đấy, nồi cơm mini này, lên cho em là nồi cơm mini giá sẽ là 270.000, nồi cơm mini nhá. Đấy, mini giá sẽ là 270k. Đấy, nó rất là nhỏ gọn thôi các bác nhá, rất nhỏ gọn, hai người ăn là ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái ổ điện sạc nhanh nhá. Đây nó sẽ làm cái ổ điện sạc nhanh như này này. Con này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 150.000 nhá. Thứ nhất là có công tắc đóng ngắt này, có 4 chân USB này, 3 ổ cắm khó này, rồi có một cái chân sạc nhanh cho điện thoại. Các bác chỉ cần đặt điện thoại vào đây cho em là xong. Đó. Dây thì dài khoảng 1,5 đến 2 m, có cầu dao này, có công tắc đóng ngắt đầy đủ cho bác luôn. Đấy, ưu điểm của nó là có 4 chân USB luôn, một chân sạc nhanh. Ví dụ các bác để cái ổ điện ở trên bàn thì mình chỉ cần đặt cái điện thoại vào là xong. Thì con này nó chỉ ứng dụng cho cái dòng điện thoại nào mà có chức năng sạc nhanh thôi nhá, điện thoại đời mới thôi nhá, chứ còn những cái điện thoại đời cũ là nó sẽ không nhận đâu. Đấy, thì các bác lưu ý giúp cho em cái chức năng sạc nhanh này là nó cho cái điện thoại cao cấp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000, lên cho em là ổ điện sạc nhanh nhá, ổ điện sạc nhanh giá sẽ là 150k, 150k ổ điện sạc nhanh các bác. Ổ điện sạc nhanh 150.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái keo vá tường các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng keo, nó tựa như là một cái dòng sơn trắng ấy, nhưng mà nó là dạng keo trắng như này. Thì các bác về mình các cái phần mà tường mà bị bong chốc rồi bị thấm rột rồi nói chung là bị nứt thì các bác vá vào cho em. Đấy, nó sẽ là một cái dòng keo như này, nó rất là tiện ích các bác này. Đấy, các bác chỉ cần là vuốt lên là nó sẽ sạch luôn. Ví dụ các tường mà bị thấm mốc hoặc là trẻ con tô vẽ hoặc là bị bong chốc thì các bác vá vào cho em là ok. Lên cho em là keo vá tường nhá. Một típ này của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó, một típ này sẽ là 40.000. Dung tích của nó là 250g nhá, 250g. Đây các bác nhá. Đấy, các cái phần tường mà của các bác bị bong chốc này, đấy mình chỉ đưa vào là mình vá đi cho em là ok nhá. Đó. Bong chốc rồi thấm rột rồi nứt niếc các thứ là mình đưa vào. Đó. Thì nó rất là sạch sẽ. Đấy, và rất là tiện ích luôn, bị dấu hiệu bị nứt này, bị chảy xước này, hoặc là trẻ em nó tô vẽ lên nó bẩn các bác vá chùm lên cho em, rất là tiện ích luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá, chỉ có 40.000 cho một hộp mà keo vá tường như này thôi. Đó. Các cái phần tường nào mà bị thấm rột này, đấy bị nứt này, đấy, các bác vá vào cho em, nó rất là tiện ích luôn. Giá chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, trẻ con tô vẽ các bác cũng xử lý được hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác kia một số cái mã hàng Tết này. Đây cái khay mứt Tết như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là con này tên nó là cái gì nhỉ? Bao nhiêu đây? Các bác lên cho em là khay K1 nhá. Đấy, khay K1 160.000 cho một em như này. 160.000 một em khay mứt Tết K1 như này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Các bác dùng thì mình sử dụng đựng mứt Tết với cái thứ là rất là đẹp. Đấy, tiện ích và giá thì rất hợp lý. Ưu điểm của con này là nó có nắp đậy hết nhá, thì nó rất là tiện. Khi nào dùng thì mình mở ra, không dùng thì mình lại đậy vào. Đấy, các bác khi dùng thì mình xoáy này cho em này. Đấy, xoáy này nó sẽ mở ra này. Thì ở trên này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 ngăn này. Đấy, trên này là 2 4 5 ngăn. Ở dưới này sẽ là 5 ngăn nữa. Đấy, khi nào các bác dùng thì mình mở ra. Đấy, xoáy này cho em này, xoáy này nó sẽ mở ra này. Nó như một cái bông hoa rất là đẹp luôn. Và khi các bác chỉ cần ấn này thôi, ấn này xoáy vào là nó sẽ vào này. Rất là tiện ích luôn nhá. Đấy. Khi các bác xoáy vào hoặc mở ra thì các bác nhấp cái này cho em này. Đấy. Xoáy vào, mở ra đều phải nhấp cái này nhá. Đấy. Nhấp này để nó ăn lẫy nhá. Ăn lẫy mở ra này. Nhấp vào này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì sẽ là 160.000 cho một con khay K1 như này. Đấy, 160.000. Các bác dùng thì mình đựng mứt Tết rất là ok luôn, mứt Tết, bánh kẹo các thứ luôn. Đây. Đấy, đây nó sẽ có cái hướng dẫn sử dụng cho các bác này. Đấy, đây, hình ảnh minh họa này, cực kỳ là sinh động và thật luôn nhá. Đấy, bánh kẹo hạt dưa hướng dương rồi các loại thực phẩm đồ ăn các bác cho vào đây, đậy nắp lại rất là ok. Lên cho em là khay K1 nhá. Khay K1 giá sẽ là 160k nhá. 160.000 một em như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cân các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân 5. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy, lô hàng về thì nó sẽ là có lô là có pin và có lô không có pin nhá. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đấy, 50.000. Các bác dùng chuyên trong nhà bếp cho em. Đấy, chuyên trong nhà bếp thì mình dùng để chế biến
thực phẩm thức ăn dùng trong nhà bếp thì mình đong đo cân đếm cho nó dễ. Con này nó sẽ có cho các bác là một cái chức năng là chức năng trừ bì, thì nó dùng nó rất là tiện. Thì ví dụ như các bác cân mà mình muốn trừ bì đi thì mình chỉ cần nhấp vào cái nút trừ bì là xong. Đấy. Đấy nhá. Đấy. Và con này thì các bác cứ để cho em là chế độ gam là ok nhá. Để cho em chế độ gam là ok. Đấy, để cho em chế độ gam. Đây, ví dụ em cân cái lọ keo vá tường này. Đấy, nó sẽ là đây. Khi các bác cân thì lưu ý là để thăng bằng cho em nhá. 248 g này. Đấy. Các bác muốn sử dụng tính năng trừ bì thì đây ví dụ em cân cái này đi cho nó dễ này. Đấy. Cái này của nó sẽ là 413 g này. Muốn nhấn chức năng trừ bì thì các bác nhấn cái nút nguồn này cho em nó về không này. Đấy, sau đó thì các bác đặt cái khác lên cân này. Ví dụ em cân cái điện thoại của em là 221 g này. Đó, các bác nhìn số chưa? Đó, rất là ok luôn nhá. Có tính năng trừ bì cho các bác luôn. Thì các bác cứ nhấn tính năng trừ bì này là xong. Đó, thì con này giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhá. Đấy, cân 5 này. Con này sẽ cân được là 5 kg nhá. Giá sẽ là 50k luôn. Toàn bộ là số 5 hết rồi. Hello, chào các bác nhá. Nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship hàng toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship, dưới 200 cộng cho em thêm 30.000 ship. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Chúc các bác một ngày thật là nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình và người thân nhá. Chuẩn bị cũng đến năm mới rồi thì chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, thành công trên bước đường học tập cũng như công tác của mình. Đó thì sản phẩm đầu tiên đó là cuối năm rồi, các bác sắm sửa đồ cho gia đình nhà mình nhá. Đấy thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Lô này em về thì nó sẽ là một cái dòng khăn lẫn màu như này nhá, lẫn màu này. Nó sẽ thường là màu các cái màu xanh, màu trắng rồi các cái màu như này nhưng mà rất là đẹp các bác này. Đấy. Và nó sẽ có lẫn những các màu này. Lô này về thì nó sẽ rất là dày dẫn hơn, đẹp hơn nhá. Một mặt bông thô, một mặt bông mịn như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái khăn tắm như này. Các bác không nghe nhầm đâu nhá, chính xác đấy nhá. 40.000 cho một khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá. Đấy, khăn tắm hàng nhập khẩu của Hàn Quốc nhá. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc này. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm. Đấy, tức là một chiều 70 và chiều 1m4. Giá là 40k nhá. 40.000 cho một khăn tắm to tổ bố này các bác này. Bình thường các bác mua một cái khăn rửa mặt thôi cũng đã phải mất đi 20-30.000 rồi. Thế mà đây một cái khăn tắm to như này giá chỉ có 40k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng nước hoa nhá. Cuối năm rồi, Tết nhất đến nơi để các bác mua để mình đi chơi Tết này. Đấy, cũng rất là tiện ích nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là cái dòng nước hoa của Gucci đây. Nước hoa của Gucci này. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở tại Anh Quốc này. Đấy, made in UK này. Đấy, giá sẽ là 130.000 cho một lọ nước hoa như này nhá. 130.000 nhá. Đấy, nước hoa của Gucci này. Đấy. Tiếp theo là nước hoa của Chanel này, đấy Chanel. Đó, con này thì nó sẽ là hàng sản xuất của Pháp nhá. Hàng sản xuất của Pháp đây. Made in France này. Đấy thì bên shop có hai mẫu nước hoa Gucci và nước hoa Chanel, đều là 130.000 cho một lọ như này. Các bác muốn lấy lọ nào thì lấy các bác nhá. Muốn lấy lọ nào thì lấy, 130.000 một lọ thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là nước hoa Gucci hoặc nước hoa Chanel. Đó, đây nó sẽ là Gucci này. Đấy, nước hoa Gucci này. Hàng nguyên tem nguyên đai nguyên kiện như này cho nên là em cũng không có bóc được đâu. Em chỉ quay bên ngoài này thôi các bác nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 130.000. Và con này cũng 130.000 luôn. Đấy, nước hoa Chanel. Con này thì nó sẽ là nước hoa Chanel nhá. Dung tích của nó sẽ đều là 100ml các bác nhá, 100ml hết. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng nước hoa đó là nước hoa Dubai nhá. Các bác lên cho em là nước hoa Dubai này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng nước hoa chiết. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho bác là 5 lọ luôn. Giá chỉ có 60.000 thôi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lọ nước hoa như này mà giá chỉ có 60.000. Tính ra là vào có hơn 10.000 cho một lọ nước hoa. Đấy, cực kỳ là thơm luôn. Nó sẽ là dòng nước hoa chiết nhá. 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau nhá. 5 lọ, 5 mùi hương khác nhau. Đó, dòng nước hoa chiết nó chỉ to bằng ngón tay cái này thôi các bác này. Đấy, rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu, 5 mùi nhá. Đấy, mùi Chanel Coco này, mùi Golden này. Nói chung là đủ mùi cho bác luôn. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mùi hương như này. Giá sẽ là 60k nha. 60k. Lên cho em là nước hoa Dubai. 60.000 cho một hộp nước hoa Dubai này. Đấy, made in Dubai nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khò ga đại các bác nhá. Khò ga đại cầm anh cái khò ga trắng này. Đấy. Con này nó sẽ là khò ga đại này. Hàng của Nhật này. Kabushi Japan này. Đấy. Và nó về thì nó sẽ có mấy màu như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi nhá. Đấy. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Giá thì sẽ là 120.000 cho một con khò ga đại như này nhá. 120.000 cho một con khò ga đại như này. Các bác lên cho em là khò ga đại 120.000.
Dòng này của nó sẽ là dòng đánh lửa tự động nhá. Các bác chỉ cần là nhấp này là nó sẽ đánh lửa này. Đấy. Lắp thì phù hợp với hầu hết các loại bình ga của Việt Nam mình. Đấy, cho nên là các bác cứ yên tâm lắp vào mình sử dụng này. Thui chân giò này hoặc làm thợ làm nghề đều ok nhá. 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái khò ga trắng này. Con khò ga trắng này thì giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là khò ga trắng nhá. Con này giá sẽ là 50k. Đấy. Các cái phần kết nối lửa của nó đều bằng đồng hết này, đều bằng đồng hết các bác nhá. Đấy, đều bằng đồng. Đấy, con nào to hơn thì nó sẽ bền hơn và chắc chắn hơn. Đấy, con này thì chỉ có 50.000 thôi. Đấy, dùng cũng rất là ok. Và con này thì sẽ là 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sạc bình ắc quy nhá. Con này thì nó sẽ là sạc được bình 12V, sạc bình 12V. Và con này thì nó rất là nhiều chức năng luôn. Khử sun phát, rồi chống đảo chiều, rồi nói chung là làm cho trẻ hóa bình. Đấy, bình ví dụ các bác dùng bình dùng lâu nó bị già thì nó sẽ khử sun phát giúp cho các bình của bác dùng được lâu hơn. Đó, con này thì giá sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Con này chỉ sạc được bình 12V thôi, chỉ sạc được bình 12V thôi các bác nhá. 12V, 4A. Đấy, 100A này các bác này. Đấy, 4A đến 100A nhá. Con này chuyên sạc bình 12V các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 190.000 cho con sạc bình 12V như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khoan mini nhá, khoan mini. Con này thì nó rất là tiện các bác dùng để mình khoan khoan rồi nói chung là bắt vít bắt viếc đều ok hết nhá. Thứ nhất là sẽ có một cho bác một tay khoan như này các bác này, một tay khoan này các bác nhá. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có đảo chiều ra vào cho các bác này. Đấy. Và ưu điểm của con này thì nó còn có thể xoay thẳng được nhá. Đấy. Đây các bác này, đấy nó còn xoay thẳng được như này này. Đấy các bác nhấp cái này cho em là xoay thẳng này. Đấy, rất là tiện luôn. Và nó sẽ kèm cho các bác rất là nhiều các cái đầu mũi vít nhá. Đấy. Con này 180.000 cho một bộ như này. Đấy, 180.000 cho một cái bộ khoan mini như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là khoan mini 180.000. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là nguyên cái này là có 30 đầu vít rồi, 30 cái đầu vít như này nhá. Đấy, to nhỏ lớn bé lục giác ba khe tròn các thứ đầy đủ đây. Nguyên cái này là 30 đầu vít này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là các cái đầu mũi khoan rồi đầu lục giác rồi đốc sạc rồi kèm các cái đầu lắc các bác này, cái tay lắc ngoằn ngoèo như này. Đấy. Giá thì đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá thanh lý rất là hạt rẻ luôn. Chỉ có cho 180.000 cho một cái bộ khoan mini này thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini, giá sẽ là 180.000. Đó. Lên cho em là khoan mini này. Khoan mini giá sẽ là 180k cho một cái bộ khoan mini như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy vít nhá. Đấy. Nó sẽ có hai mẫu, một là mẫu khoan mini, hai là mẫu máy vít này. Cái máy vít này thì nó sẽ là nhỏ gọn hơn các bác nhá. Nhỏ gọn hơn. Nó sẽ kèm cho các bác là hai đầu mũi vít đây, hai đầu mũi vít như này các bác này. Kèm cho các bác là hai đầu mũi vít như này. Đấy. Các bác này, đấy, hai đầu mũi vít này các bác nhá. Đó. Và có kèm cho các bác một cái cáp sạc này, một cáp sạc hai đầu mũi vít, một dẹt một tròn. Con này thì nó chỉ có chức năng xoáy ra xoáy vào thôi. Đấy, rất là tiện ích luôn. Minh minh. Hold vào đây. Đấy các bác nhá. Các bác chỉ cần lắp vào này này, lắp vào này xong là mình xoáy ra xoáy vào rất là tiện này. Đưa cho anh cái con ấy kia, con ad. Đấy. Xoáy ra xoáy vào rất là tiện luôn. Để em sẽ test cho các bác xem. Con này thì nó cũng rất là khỏe luôn nhá. Rất khỏe luôn các bác này. Đây, xoáy ra xoáy vào các bác này. Đây nhá. Đấy, đây. Mình xoáy ra cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đấy. Xoáy ra các bác này. Đấy, xoáy ra này, xoáy vào này. Rất là khỏe nhá. Đấy. Rất là khỏe luôn. Đấy. Xoáy ra xoáy vào rất là ok luôn nhá. Đó. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con máy vít thế này. Các bác lên cho em là máy vít giá sẽ là 130k nhá. Đấy, 130k cho một em máy vít thế này. Còn con kia nó sẽ là khoan mini, nó đa năng hơn. Con này thì lên cho em là máy vít này. Máy vít giá sẽ là 130k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hạc, con hạc đồng này. Đấy. Giá sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng đồng nhá, bằng đồng như này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lư như này nhá, một cái lư đeo như này để các bác bỏ cái nhang trầm vào đây mình đốt này. Đấy, bỏ cái nhang vào đây. Bên em có bán kèm cả nhang luôn nhá. Đấy, bỏ nhang vào đây đốt sau đó thì mình treo lên. Này thì các bác dùng ở bàn làm việc hoặc là trên ban thờ rất là tiện này. Đấy, thì dùng nó sẽ thư thái rồi tĩnh tại rồi nói chung là rất là ngon lành cho bác luôn. Giá sẽ là 70.000 cho một bộ nhang bộ hạc đồng như này nhá. Lên cho em là hạc đồng, giá sẽ là 70.000 nhá. 70.000 trong cái bộ hạc đồng như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một con hạc và một cái lư như này, chất liệu bằng đồng nhá. Lên cho em là hạc đồng này. Đấy, trước đang bán là 60.000, đợt này về nó sẽ cao hơn một chút, sẽ là 70k nhá. 70k trong cái hạc đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cái nhang hạc này luôn. Nhang hạc này thì sẽ là 60.000 nhá. 60k cho một cái hộp nhang như này, rất là nhiều luôn nhá. Rất nhiều nhang luôn. Các bác bỏ vào trong cái lư ấy, sau đó thì mình đốt là bình thường là xong. Đó.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia khăn bếp nhá, khăn bếp. Một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc nhá. 10 chiếc các bác dùng để mình lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau bếp, rất là tiện luôn. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sợi bông tự nhiên. Đấy, nó vào khoảng là 20 25 gì đấy nhá, 25 25. Đặt này về mẫu to. Giá sẽ là 30.000 cho một bịch 10 chiếc, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau thực phẩm rồi lau dùng để lau mồm. Đấy, ăn cỗ ăn bàn lau mồm được. Đấy. Lên cho em là khăn bếp nhá. Khăn bếp giá của nó sẽ là 30k trên một bịch 10 cái luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn led các bác này. Đấy, à xin lỗi các bác, đó là cái thước laser nhá. Đấy, thước laser như này. Đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích luôn. Đấy. Các bác dùng đa di năng được luôn. Đấy, bật lên này. Đây nó sẽ có cái cản pin, các bác tháo cái cản pin này ra cho em này. Sau đó thì bật công tắc lên này. Đấy, nó sẽ có cho các bác như này. Và các bác điều chỉnh tia thì gạt cái này cho em nhá. Điều chỉnh tia thì gạt cái này cho em này, gạt cái này lên, gạt xuống này. Đấy sẽ là điều chỉnh tia này. Đấy, đây em sẽ dọi cho các bác xem nhá. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác các cái tia lấy góc vuông hoặc là tia đứng, tia nằm đều được hết nhá. Đấy. Nó sẽ có cho các bác luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy, đây nhá. Tia này. Đấy, rất là sắc nét luôn, rất sắc nét luôn các bác này. Đấy, con này thì vừa lấy đứng, vừa lấy nằm, vừa lấy góc vuông được luôn nhá. Đó, thấy không? Nét chưa? Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bộ laser như này, một cái bộ thước thủy này nhá, thước thủy này, đo đứng, đo nằm, đo nghiêng đều được hết nhá. Và có cho các bác là cái thước đo 15 cm này, và có cho anh em các bác một con thước rút luôn nhá, một con thước rút 2,5 m luôn. Đấy, 2,5 m luôn. Đấy, nói chung là rất là tiện luôn. Combo cho các bác đa di năng như này. Mà cái giá thì bên shop đang chào gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là thước laser nhá, giá sẽ là 90k. Đấy, giá sẽ là 90k cho một con thước laser như này nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọ xịt xoang nhá. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình viêm xoang, viêm mũi dị ứng này. Đấy, lên cho em là xịt xoang mũi nhá, xịt xoang mũi. Bác nào bị đau mũi, viêm mũi, kích ứng mũi rồi dị ứng, các bác dùng cái này cho em. Giá sẽ là 45.000 cho một cái lọ xịt xoang như này nhá, 45k. Đấy, bác nào bị đau mũi, viêm mũi, dị ứng rồi, các bác dùng con này cho em. Đấy, hoặc là bị viêm mũi lâu năm, dùng con này khỏi hết các bác nhá. Đấy, dùng cho em liên tục từ 2 đến 3 lọ là khỏi luôn. Nó sẽ là thuộc dạng xịt xương như này, các bác xịt thẳng vào khoang mũi mình cho em. Đó, đau mũi, viêm mũi, dị ứng mũi này, hoặc là bị dị ứng theo thời tiết, các bác dùng đều khỏi hết nhá. Bên em bán rất là nhiều rồi. Giá sẽ là 45k nhá. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá, xịt xoang mũi này, xịt xoang mũi này, xịt xoang mũi, giá sẽ là 45k nhá, cho một tip như này. Đó, 45k trong tip như này, rất tiện để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn năng lượng ba cánh nhá. Con này thì bên em có video test rồi cho nên là em sẽ quay nhanh thôi. Đấy, đây nó sẽ là một tấm pin như này nhá, một tấm pin như này và một con đèn rất là tiện ích luôn. Đấy, thì khi mà các bác sử dụng ấy thì ban đêm là mặc định là ban đêm nó sẽ tự sáng cho các bác luôn nhá. Ban đêm nó có cảm biến mà, cho nên là ban đêm nó sẽ tự sáng. Đấy. Còn nếu mà ban ngày ấy, khi mà các bác về sử dụng mà các bác test ấy, là các bác phải nếu mà các bác muốn test mà cắm cho em cái chân sạc này vào này, cắm cái sạc này vào ấy, là nó sẽ tắt, thì các bác phải che cái tấm pin này đi này. Đấy, che tấm pin này đi nó sẽ lên này. Đấy các bác nhá. Đó. Thì cái tấm pin này nó sẽ là cảm biến cho cái đèn này luôn, tức là ban đêm trời tối là nó sẽ tự nó sáng, còn ban ngày nó sẽ tự tắt nhá. Và ngoài ra nó sẽ có cảm biến là có người đi đến là nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Đấy, và nó sẽ có 3 chức năng cho các bác luôn. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, và rất là sáng luôn nhá. Đấy, có thể xoay đảo hướng các kiểu luôn. 180.000 cho một cái con đèn năng lượng 3 cánh như này. Rất tiện để cho các bác sử dụng khi mà mình vừa là tiết kiệm năng lượng, vừa là có ánh sáng mình sử dụng luôn. Đèn năng lượng 3 cánh nhá, giá của nó sẽ là năng lượng 3 cánh này, 180k thôi, 180.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lọc rác Thiên Nga nhá. Lọc rác Thiên Nga. Đây, nó sẽ là một cái con lọc rác như này. Các bác chỉ cần quặc vào cái chậu rửa nhà mình thôi, quặc vào cái vòi chậu rửa này, sau đó thì mình để rồi rác giếc các thứ là mình đồ ăn thừa mình đổ hết vào đây, sau đó thì mình chỉ cần vỗ vào cái thùng rác nhà mình là xong. 25.000 cho một con lọc rác Thiên Nga như này bằng nhựa. Rất tiện ích luôn. Rồi ok. Vâng, lại là em Phạm Huấn đây các bác nhé. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. 250.000 à.
Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bơm cây nhá. Lưu ý các bác thì con này nó sẽ là một cái hàng khá là cồng kềnh luôn. Cho nên em cũng nói thẳng các bác luôn là mình là người lớn nhá. Khi đặt hàng thì mình lưu ý giúp cho em là cảm thấy là phù hợp với nhu cầu công năng và mục đích sử dụng thì các bác hãng đặt. Tại vì cái hàng này nó cồng kềnh, tiền ship em gửi đi mất khoảng 50.000 rồi. Thế mà các bác đến nơi các bác không nhận hàng thì nó rất là tội cho em. Đó thì con này đây nó sẽ có cho các bác là đầu để các bác dùng để mình bơm xe đạp xe máy đều ok hết nhá. Xe đạp xe máy đều ok hết. Đấy, chân đây và có đồng hồ báo này. Giá sẽ là 150.000. Thì con này nó sẽ là bơm dài cho nên là bên shop gọi nó sẽ là bơm cây nhá, bơm cây. Đấy, nó cồng kềnh, rất là cồng kềnh. Đóng gói đi, đóng gói về nó rất là phức tạp và rất là bị hỏng và tốn nhiều tiền nhá. Đấy, chuyển đi chuyển về em đóng gói nó cồng kềnh lắm các bác. Các bác thương em một tí thì các bác cảm thấy có nhu cầu thực sự thì mình hãng đặt, còn nếu mà đặt chơi đặt cho vui thì không nên đặt nhá, để tránh cái việc là bom hàng không nhận nhá. Đấy, giá thì chỉ có 150.000 thôi, hàng nội địa của Nhật đây, của thương hiệu Kiroto này, bơm của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, cân nặng của nó thì con này sẽ bơm được khoảng là 7 cân nhá, bơm khoảng 7 cân. Các bác dùng để bơm xe đạp xe máy đều ok hết nhá. Hàng đây, đấy, cái xi lanh của nó đây. Đấy, nó sẽ có con xi lanh tích hơi như này thì các bác bơm nó rất là khỏe và đẩy hơi. Đấy, lên trên là bơm cây nhá, giá sẽ là 150.000 nhá. Lưu ý các bác là cảm thấy có nhu cầu thực sự thì hãng đặt nhá, để tránh cái việc là hàng gửi đến các bác không nhận thì tội em ra. Đó, lên trên là bơm cây, giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bơm 1 ti nhá. Đấy, các bác lên trên là bơm 1 ti. Con này thì giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho con bơm 1 ti như này. Đây các cái đầu kết nối của nó này các bác này. Đấy. Dây của nó thì thuộc là dây cao su bọc vải chống chống chuột cắn rồi chống đứt chống gãy nhá. Đấy. Đây, rất là khỏe luôn. Hàng thì hàng nội địa của Nhật của thương hiệu Daishin này. Đấy, đây. Đấy, bơm rất là khỏe luôn. Con này thì dung tích bơm của nó thì được 7 cân, cũng có đồng hồ báo đàng hoàng nhá. Đấy. Thân bơm của nó thì nó sẽ là bằng inox như này và còn xương của nó thì nó sẽ là dòng xương khung thép và sơn tĩnh điện nhá. Con này thì rất là nhỏ gọn, chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm. Chiều ngang của nó thì khoảng 10 cm. Các bác có thể dùng để mình mang đi ngoài đường rất là ok này. Đấy, nó chỉ nhỏ gọn bằng cái cánh tay của em này thôi. Đó, thì bơm xe máy là ok rồi. Bơm xe máy là ok. Thì các bác có thể mang đi để mình sử dụng khi mà mình di chuyển ở ngoài đường này, hoặc các bác làm những cái công việc mà phải di chuyển ngoài đường. Đấy, đề phòng xe bị hỏng này. Hoặc các bác làm thợ làm nghề cũng sử dụng con này rất là ok nhá. Giá thì nó sẽ là, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Lên cho em là bơm 1 ti nhá. Bơm 1 ti nhá, bơm 1 ti. Giá sẽ là 100.000 cho con bơm 1 ti như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là con bơm 2 ti nhá. Đấy. Có dòng 1 ti, có dòng 2 ti cho các bác thì các bác muốn sử dụng cái nào cũng được. Đó, 2 ti này thì con này các bác có thể bơm thêm được cả ô tô luôn, bơm cả ô tô nhá, xe 4 chỗ với lại những cái dòng xe nhỏ là các bác bơm thoải mái này. Xe 4 chỗ, xe nhỏ bơm thoải mái chứ em. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng khung thép sơn tĩnh điện và bên trên của nó thì nó sẽ là xương bằng inox như này nhá. Đấy, thân bơm bằng inox như này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Đó, của thương hiệu Santalay. Con này thì bơm cực kỳ là khỏe và đẩy hơi luôn. Đấy, các cái đầu kết nối của nó này, bơm phao, bơm bóng đều được hết nhá. Đấy. Và con này là bơm ô tô là rất ok luôn. Các bác nghe tiếng hơi của nó ra rất là đẩy luôn nhá. Đó. Và gấp cũng rất là gọn. Chiều dài thì khoảng 30 cm và cái chiều rộng của nó thì vào khoảng là 13 cm nhá, 13 cm. Đó, và khung xương sơn tĩnh điện như này, rất đẹp luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác dùng thì mình bơm phao, bơm bóng rồi bơm ô tô, bơm xe máy đều ok hết nhá. Bơm ô tô, bơm xe máy đều ok hết. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 250.000. 250.000 cho một con bơm 2 ti như này. Và bên shop sẽ bao ship lên tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Bơm 2 ti nhá, bơm 2 ti, 250.000 một chiếc, hàng của thương hiệu Santalay. Đấy, Santalay nội địa của Nhật, rất chất lượng cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình xịt chống thấm này, bình xịt chống thấm như này. Đấy, thì con này rất là tiện các bác này. Đấy, thì ví dụ như là các cái phần nào mà nó bị bong hoặc là bị nứt thì các bác xịt vào cho em. Đây, ví dụ như đây cái này nó sẽ bị nứt như này nhá. Đấy, bị nứt như này. Đấy, phần tường, hàng rào rồi các cái khu vực nào mà trần nhà, trần nhiếc, tường bị nứt rột thì các bác xịt vào cho em. Trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em nhá. Lắc đều lên cho em để cho nó đẩy ga lên nhá. Đấy, và mình xịt thì các bác này. Đấy. Lưu ý là lắc thật đều lên cho em. Đấy, và mình xịt vào như này. Đấy. Thì nó sẽ có các cái phân tử cao su non này, các phân tử cao su non và nó sẽ bịt kín các cái lỗ này luôn. Đó, bịt kín các cái lỗ này nhá. Bịt kín các phần khe nứt này thì dùng nó rất là tốt luôn. Đấy, thì chống nứt, chống thấm rột rất là tốt. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. Lên cho em là bình xịt chống thấm này, bình xịt chống thấm 50.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm, trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả
cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phủ da cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay. Để nhận ưu đãi. Rất tiện luôn nha, giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bình tông nhá, hàng của Nga này, CCCP, hàng của Nga cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây nó sẽ làm con bình tông này, hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Dung tích của nó là 2 lít, nắp của nó là nắp chống mất nhá. Đấy, tại vì là nó liền đai như này rồi, liền đai này các bác không sợ mất, và nó có gioăng luôn, có gioăng nhá, chống mất rồi chống trào nước nhá. Đấy, các bác có để ngược để xuôi đều được hết. Gioăng của nó rất là chặt luôn. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình tông Nga nhá, bình tông Nga. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. Dung tích của nó là 2 lít. Ưu điểm của con này nó sẽ có cho các bác là một cái túi da rất là đẹp như này nhá, một cái túi da rất là đẹp như này. Đấy, các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này, mang nước đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, làm nước uống, bình đựng nước uống hoặc là anh em đựng rượu đi nhậu rất là ok. Mình đeo vào quai này rất là đẹp và lịch sự này. Giá thì rất là thanh lý cho các bác luôn, chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bình tông Nga nhá, bình tông Nga. Đấy, bình tông Nga này. Bình tông của Nga, giá của nó sẽ là 130k cho một bình. Dung tích là 2 lít cả vỏ nhá, 2 lít cả vỏ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng luôn, 50 miếng. Các bác dùng để mình thải độc chân rồi các cái gan bàn chân ấy, mình dán vào cho em buổi tối đi ngủ nhá. Thì các bác lấy một cái miếng dán này, kèm thêm một gói thuốc này, bóc ra sau đó thì mình dán vào gan bàn chân nó rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có bằng một bát phở Hà Nội thôi, 40.000 một bát phở Hà Nội. Đấy, thì bên em cũng bán giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, lên thì em là dán thải độc chân nhá, giá sẽ là 40k. Dán thải độc chân này, dán thải độc chân, giá sẽ là 40k. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá, các bác có thể dùng rất là tiện ích luôn, để mình dùng cho các cái phần chân mình bị đau nhức mỏi này. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy, đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trong kinh nha mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đấy, rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái miếng dán thải độc chân như này, giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp như này các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bộ dao cán gỗ nhá. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt như này. Hàng thì cực kỳ là nặng đầm tay cho bác luôn. Đó, hàng loại dày nhá, made in Japan các bác này. Con này các bác dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá đều ok hết nhá. Đấy, rất là dày. Dày của nó vào khoảng là 5-6 ly nhá, 5-6 ly rất là dày luôn. Đấy, con này thì dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá rất là ok. Đó, thì đây nó sẽ là một con dao cán gỗ nhá, cán gỗ. Chiều dài của nó vào khoảng là 30 cm. Thì các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá, dao chặt gỗ. Con này thì giá của nó sẽ là, lên cho em là dao chặt gỗ này. Chặt gỗ, giá của nó sẽ là 180k nhá. Giá chỉ có 180.000 cho một con dao như này thôi. Con này thì giá của nó sẽ là 180.000 nhá. Hàng của thương hiệu Seki Japan con này, Seki Japan. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao con này thì quá lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Con này giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho con dao gọt gỗ này các bác này. Đấy. Hàng của thương hiệu Asaka Japan. Con này thì các bác chuyên dùng để mình gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn nhá. Gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Mấy con dao gọt như này. Hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Đây em sẽ test dọc giấy cho các bác xem. Giá thì chỉ có 40k thôi. 40.000 cho con dao như này các bác này. Đấy. Rất bén luôn các bác theo. Đây. Rất là bén luôn nhá. Rất là bén luôn các bác theo. Đấy. Dọc giấy rất là ngon luôn. Con này thì các bác lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Giá sẽ là 40.000 một chiếc này. 40.000 một chiếc cho con dao gọt gỗ như này. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy, Japan này các bác này. 40.000. Còn con thái gỗ này, con này các bác lên cho em là dao thái gỗ nhá. Rất là bén luôn. Đó. Con này thì dùng để thái lọc phi lê đều được hết nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng siêu bén rồi. Hàng siêu bén khỏi phải bàn rồi. Japan này, chữ khắc chìm luôn nhá. Đấy.
Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 nhá. Lên cho em là dao gọt gỗ này. Đấy, lên cho em là dao gọt gỗ. Con này thì sẽ là 80k cho một con dao gọt gỗ như này. 80.000 nhá. Thì con này dùng nó rất là tiện. Các bác dùng để mình gọt thái lọc phi lê đều được hết nhá. Gọt gỗ 80k nhá. Đấy, lên cho em là lên cho em là thái gỗ nhá. Thái gỗ giá sẽ là 80k. 80k cho con dao thái gỗ như này. Còn con này thì lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Gọt gỗ giá sẽ là 40.000. Gọt gỗ giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Con nhỏ này là 40.000, con to này là 80.000 này. Và con này là 180 này, con này 180 này. Thì nếu các bác mua combo 3 con như này sẽ là 260.000 nhá. Đấy, 3 con như này 260.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, combo cho bác 3 con 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện vàng nhá. Đấy, thì chiều dài của nó sẽ là từ 20 đến 30 mét nhá. Chiều dài từ 20 đến 30 mét. Đấy, nó về theo lô, có lô thì 20, có lô thì 25, có lô thì 30. Và giá sẽ là 180.000, có đèn báo nhá. Đây, có đèn báo cho các bác này, có đèn báo cho các bác luôn, rất là tiện luôn. Và có 3 5 chân cắm như này nhá. 1 1 2 3 4 chân cắm nhá, 4 chân cắm. Dây dài khoảng là 20 đến 30 mét và hàng của nó sẽ là hàng 1.5 nhá, dây 1.5. Thì các bác lên xem là dây điện vàng, giá chỉ có 190.000 thôi. 190.000 cho một cái cuộn dây điện vàng như này, 190k. Đấy, dây dài từ 20 đến 30 mét nhá, 20 đến 30 mét. Đó, giá sẽ là 190.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm trà đồng này. Các bác lên cho em là bộ ấm trà đồng đây. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái ấm trà như này, một ấm trà bằng đồng nhá. Đấy, bằng đồng rất là đẹp luôn. Đấy, bằng đồng như này trong lòng bàn tay nhá. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén này. 6 cái chén như này rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó sẽ là mã đáo thành công nhá. 6 chén như này và kèm thêm cho các bác là một cái đĩa nhá. Một cái đĩa này. Đấy, một cái đĩa rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó là mã đáo thành công như này. Đấy, rất là đẹp. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ ấm trà đồng này rất là đẹp như này. Giá của nó sẽ là 400.000 cho một cái bộ ấm trà đồng như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là ấm trà đồng, giá sẽ là 400.000. Đấy, con này thì rất là tiện ích luôn nhá. 400.000 cho cái bộ ấm trà đồng như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái con cóc gà tàn nhỏ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cóc gà tàn nhỏ này. Đấy. Và có con cóc gà tàn to. Đấy, con này thì nó sẽ là cóc gà tàn nhỏ. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 cho con cóc gà tàn nhỏ như này. Còn con cóc to này thì giá của nó sẽ là 230.000. Chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Cái này. Đấy, các bác đánh rơi cũng không sợ bị vỡ, nó bằng hợp kim cho nên không lo gì bị rỡ chứ không phải là bằng xi nhựa đâu các nhá, bằng hợp kim. Đấy, con cóc to này là 230.000 và bao ship này. Còn cóc nhỏ này thì sẽ là 190.000 nhá. Cóc nhỏ này là 190.000. Thì các bác lên cho em là cóc gà tàn, nó sẽ có một con cóc to, một con cóc nhỏ, các bác lấy con nào thì lấy. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng cho em này, lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cưa gấp các nhá. Cưa gấp này. Đó, nó sẽ là một con cưa rất là chất lượng này các bác này. Đấy, cưa gấp nhá. Hàng của Nhật các bác này. Đấy, đây. Hàng của thương hiệu Fugu này, Fugu Japan các bác nhá. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, các bác xem này. Đó, bẻ cong thoải mái nhá. Con này thì nó sẽ gấp gọn như này. Và chiều dài của nó thì hàng về theo lô, có lô là 25cm và có lô là 30cm. Thì hàng về theo lô thì bên em cũng bán theo lô thôi. Các bác hết sức thông cảm cho em nhá. Đó. Thì con này các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, giá của nó sẽ là 50.000 cho một cái cưa gấp trắng đen như này. Lên cho em cưa gấp trắng đen 50k này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành cam này. Đấy, lên cho em là kéo cành cam. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá, 70.000. Có kèm cho các bác thêm một cái lò xo. Đấy, kèm thêm một cái lò xo nữa luôn. Cho nên nó rất là tiện, thì các bác dùng thì mình có thể thay thế lò xo. Hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này là xong nhá. Con này thì các bác dùng để cắt cây, cắt cành, nói chung là dùng rất là đa di năng luôn và rất là ngon nhá. Thép SK5 không gì này, made in Japan này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này vào cho là xong nhá. Đó đây, made in Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá. Nên cho em là kéo cành cam. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Nên cho em là kéo cành cam, giá sẽ là 70k nhá. Kéo cành cam này, kéo cành cam giá sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cưa lách nhá. Cưa lách hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan này. Đó, nó sẽ là một con cưa lách như này, made in Japan cho bác nhá. Con này các bác có thể dùng để cưa cây, cưa cành, rồi tỉa cây những cành răm, cành nhỏ rất là ok. Hoặc là lách vào những cái khe của những cái cành cây để mình cưa, nó gọi là cưa lách. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ?
Giá sẽ là 40.000 nhá, 40k cho một con cưa lách như này nhá, hàng made in Japan quá này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho một con kéo tỉa inox như này. Đấy, cũng là hàng của Nhật đây, made in Japan của nhá. Con này thì các bác dùng để tỉa răm này, đấy dùng để cắt tỉa răm rất là ok luôn nhá. Các bác dùng tỉa răm, tỉa cây, những cái răm cây nhỏ các bác tỉa đi cho em. Rất là ok luôn. Đó, hàng made in Japan nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000, lên cho em là kéo tỉa răm inox nhá, kéo tỉa răm inox giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Thì đấy là giá bán lẻ, còn bên shop bán theo combo thì nếu mà các bác mua combo 4 món 2 kéo và 2 cưa thì giá bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 nhá, 160.000 sẽ combo cho các bác bao gồm là 2 kéo 2 cưa luôn các bác nhá, 2 kéo 2 cưa. Thì con này các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox này. Kéo tỉa inox giá sẽ là 50k nhá. 50k, đó 50k cho con kéo tỉa inox như này. Đấy thì nếu các bác mua combo cho em là 4 món như này thì giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000. Đấy thì tính ra là nếu mà các bác mua là cái kéo hành cam này là 70.000 này. 70.000. Đấy cộng với lại cái hai món này 50.000 nữa là vào 170 rồi, 170 với cái này 40.000 nữa là vào đi là 201. Thế mà các bác mua combo 4 món như này giá chỉ có 160.000 thôi. Đấy. Các bác lên cho em là bộ 4 cưa kéo nhá. Bộ 4 cưa kéo giá chỉ có 160.000 thôi. Bộ 4 cưa kéo này, cưa kéo giá sẽ là 160k nhá. 160.000 cho bộ 4 cưa kéo như này. Đấy, mua cho em combo 4 món như này giá sẽ là 160.000, cộng thêm cho em 30.000 thì ship nữa là 190 các bác nhá. Đó, còn các bác cứ gom đủ 200 bên em sẽ bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo tỉa 24 nhá. Kéo tỉa 24, hàng cũng là hàng của Nhật made in Japan đây. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa răm rất là ok luôn. Chiều dài của nó là 24 25 cm, cho nên là các bác lên cho em là kéo tỉa 24 nhá. Kéo tỉa 24. Con này bao nhiêu? Lên cho em là kéo 24 nhá, kéo tỉa 24, giá sẽ là 60k nhá, 60.000 cho con kéo tỉa 24 như này. Đấy, con này thì bên shop bán riêng, giá của nó sẽ là 60.000 cho con kéo tỉa 24 như này. Còn con inox này thì nó sẽ là 20 cm thôi. Con inox là 20 cm. Còn con màu đen này thì nó sẽ là 24 cm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành đúc nhá, kéo cắt cành đúc như này. Đấy, con này thì nó sẽ là kéo cành đúc, hàng made in Japan này, đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá, made in Japan này các bác này, chữ triện của Nhật đây. Các bác dùng để cắt cành và cắt cây rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ là hàng đúc liền thân như này, cắt rất là ngon và mượt nhá. Đấy, hàng đúc liền thân này không lo bị gãy, bị bong đâu nhá. Đấy, lò xo chữ V rất là tiện dụng đây, hàng made in Japan các bác này. Đó, giá thì sẽ là 130.000. Lên mã giúp cho em đó là kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc, kéo cành đúc, giá của nó sẽ là 130k, 130.000 cho một con kéo cành đúc nhá, giá sẽ là 130.000 thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đó, nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 để ship nhá. Bên em ship code toàn quốc. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác kia khóa Đức nhá, khóa Đức này, khóa đồng Đức, hàng made in Germany này, made in Germany, chữ khắc chìm luôn. Đấy. Và bao gồm cho các bác là 4 chìa. Dòng này thì nó là chống trộm, chống cắt cho nên các bác dùng thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 160.000 cho một con khóa Đức như này các nhá. 160.000, hàng 4 chìa. Con này thì bao chống trộm, chống cắt, chống bẻ khóa các kiểu con này đều được luôn. Đấy. Dòng này thì chống trộm, chống cắt, chống bẻ khóa được hết các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ rất là tiện ích cho các bác khi mà mình sử dụng xong cái khóa cổng, khóa cửa. Và có 4 chìa, các bác có thể chia nhau ra mỗi người một chìa. Và khóa của nó là dòng khóa tròn như này thì Việt Nam chưa có phôi để làm giả chìa được các bác nhá. Đấy. Và cái khóa tròn này thì rất là tiện ích và an toàn để cho các bác sử dụng, và thân của nó được đều bảo vệ như này. Đấy, khóa bằng đồng, chống nắng mưa rất là tốt nha. Và khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ rất là an toàn, chống trộm, chống cát, rồi chống các cái loại xâm nhập đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác combo một cái hộp ổ khóa Đức này giá sẽ là 150.000 nhá. 100 bao nhiêu? 130.000 nhá. Đấy, đặt này về cho bác giá rất là tốt luôn. Lên cho em là khóa Đức nhá, khóa Đức này. Đấy. Khóa đồng Đức này, khóa đồng Đức giá sẽ là 130k nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bàn chải điện nhá. Đây nó sẽ là một con bàn chải rất là tiện dụng luôn. Đấy. Giá chỉ có 60.000 thôi. Sẽ bao gồm cho các bác là một thân bàn chải như này, một thân bàn chải như này.
Đấy, một thân bằng điện như này, kèm thêm cho các bác là sẽ có cho các bác là 4 đầu bàn chải như này. Tính ra các bác đi mua cái bàn chải này đã phải mất 20-30 nghìn rồi. Thế mà đây kèm cho các bác 4 đầu bàn chải, một thân máy như này, một dây sạc mà giá cũng chỉ có cho các bác là 60 nghìn thôi. Tức là các bác được không cái máy này rồi. Đấy. Và về thì các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy, sạc pin vào cho em. Có thể là nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Lắp vào là mình dùng thôi các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có công tắc này. Đấy, có 6 chế độ này, 1 2 3 4 5 chế độ như này. Chế độ làm sạch, chế độ làm trắng răng, rồi chế độ chống viêm níu, viêm lợi các thứ này các bác này. Đây các bác này. Tần suất dùng của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút các bác nhá. Dùng rất là mạnh luôn, thì các bác có thể dùng để mình vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn. Đấy, giữ lì này nó sẽ tắt các bác này. Đấy, giữ lì này nó sẽ bật tắt nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Kèm thêm cho các bác là một thân máy này, một thân máy 4 đầu bàn chải và một cáp sạc nhá. Một thân máy 4 đầu bàn chải, một cáp sạc, một lần sạc các bác có thể dùng thoải mái cho em. Dùng thoải mái cho em từ 3 đến một thân máy các bác dùng thoải mái cho em từ 5 đến 7 ngày nhé. Nói chung là dùng từ 7 đến 10 ngày thoải mái luôn. Từ 7 đến 10 ngày thoải mái. Đấy, một tháng các bác chỉ cần sạc cho em là 2 đến 3 lần là ok. Đó, lên mã giúp em đó là bàn chải điện nhá. Bàn chải điện này. Bàn chải điện giá sẽ là 60k cho một cái bộ bàn chải điện như này, 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, bình nhiệt quân đội Mỹ. Bên shop về thì nó sẽ có màu inox này, màu xanh, màu đen và màu xanh quân đội nhá. Đấy, màu đỏ, màu xanh quân đội. Đây, màu này nó sẽ là màu xanh quân đội này. Màu xanh quân đội này thì giá sẽ là 190.000 nhá. Dung tích của nó là 1,5 lít nhá, 1,5 lít. Hàng này thì bao giữ nóng giữ lạnh cho bác luôn, giữ nóng giữ lạnh rất là tốt luôn các bác này. Đấy, có lưới lọc này nhá, có lưới lọc các bác có thể pha trà, pha cà phê. Hàng inox 304, su 304 nhá, su 304 bên trong này. Đấy, su 304 rất là ngon luôn, có lẫy lọc các thứ đàng hoàng. Có giòn nhá, và cái này nó sẽ là một cái nắp để cho các bác dùng làm cốc uống nước luôn. Đấy, thì một con bình như này, hàng của quân đội Mỹ nhá, bình giữ nhiệt quân đội Mỹ, nó sẽ có cho các bác là 4 màu này. Màu inox này, màu inox, màu xanh quân đội này thì sẽ là 190.000, màu inox là 100, màu inox sẽ là 107 nhá. Màu inox 107, màu xanh đen thì cũng là 107 luôn, màu xanh đen. Màu xanh đen này cũng là 107 nhá, chỉ có riêng cái màu xanh quân đội thì giá sẽ là 190 thôi các bác nhá. Đấy, còn có cả màu đỏ nhá. Đấy. Thì nó cơ bản là có màu màu xanh đen này, đấy hoặc màu đen, màu này là màu đen chứ không phải màu xanh đen đâu. Màu xanh đen. Đấy, màu này thì hơi xanh xanh một tí, màu xanh đen này, màu inox này. Đấy, màu xanh quân đội. Xanh quân đội này là 190 nhá các bác nhá. 190 này. Hàng giữ lạnh 36 tiếng, giữ nóng 24 giờ nhá. Có giòn nắp các thứ đàng hoàng. Rất tuyệt vời luôn các bác. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn. Tết nhất đến nơi rồi. Các bác chế biến thực phẩm thức ăn thì dùng cái găng tay này cho em nó cũng rất là tiện. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới cô bác anh chị cái giá rất là hợp lý thôi. Một cái hộp găng tay thức ăn như này mà cái giá chỉ có cho các bác là 25.000 một hộp thôi. 25.000 một hộp nhá. Cái này thì các bác dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn và chế biến đồ ăn cũng như là làm vệ sinh cũng rất là tốt luôn. Chất liệu của nó thì nó khá là dai nhá, khá là dai luôn. Đấy. Tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đều đi vừa hết các bác nhá. Đấy, vừa hết. Và nó rất là dai các bác. Nó dai lắm thì khi các bác dùng nó rất là đã. Đấy, đây. Tay to, tay nhỏ này, em tay đàn ông đi rất là vừa này các bác này. Đấy. Tay phụ nữ đi cũng rất là vừa luôn. Đấy. Và nó siêu dai luôn các bác này. Đấy, siêu dai như này. Thì khi mà các bác sử dụng ấy thì không lo nó bị đứt nhá. Các bác có thể dùng để bóp thực phẩm, bóp thức ăn, làm nem, làm nộm rồi nói chung là dọn dẹp vệ sinh cũng rất là ok thôi. Đấy, nó rất là dai này. Đấy, hàng siêu mềm siêu dai luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 nhá. Một hộp này của nó sẽ là từ 80 đến 100 cái. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn. Đó, găng tay thức ăn giá sẽ là 25k trên một hộp nhá, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia giấy lau giày nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi. Các bác đi giày đi dép cần phải vệ sinh thì các bác dùng con này cho em. Nó rất là tiện này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái giấy mà nó sẽ có tẩm sẵn cái xà bông và các cái dung dịch để mình tẩy rửa rồi. Thì các bác chỉ cần là đây. Đấy, ví dụ như cái dép này của em nó đang bẩn này. Về nhà các bác đánh kỳ cọ đi cho em này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ có xà bông lên như này, có xà bông như này nhá. Đấy. Các bác trông chưa? Đấy, bẩn như này mà em đánh một tí là nó sẽ sạch luôn. Đấy, các bác chỉ cần đánh qua như này sau đó thì mình lấy mình lấy cái rẻ mình lau khô đi cho em là xong nhá. Đấy đây, em đánh cho các bác xem này. Đấy. Mục sở thị luôn các bác nhá, không cần phải cái đấy lau làm sao. Ngoài đây, dẻ đây, ngoài đây. Đấy, các bác chỉ cần lau khô đi cho em là xong nhá, lau khô đi. Đấy, thì các bác dùng để mình đánh giày, đánh dép nó rất là tiện. Và giá thì sẽ là 20.000 các bạn. 20.000 cho một cái 20.000 cho một cái bịch như này nhá, một bịch như này. Đấy, thì lên cho em là giấy lau giày giá của nó sẽ là 20k nhá.
20k trong cái bịch lấy giấy lau dày như này. Và các bác mua từ 3 cái 3 bịch thì sẽ là 50.000 đây các bác này. Đấy các bác đây em lau khô đi cho các bác xem này. Đấy, trực quan sinh động luôn nhá. Đây bên này chưa lau là đen xì này. Đấy bên này chưa lau đen xì luôn, bên này lau rồi lại đỏ như mới luôn các bác này. Đấy như mới luôn nhá. Đây. Đấy đen xì bẩn thỉu nhá, lau đi phát như mới luôn các bác này. Như mới luôn. Đấy các bác thấy chưa? Giày dép rồi nói chung là đồ da, đồ vải các bác lau được hết, nó rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 20.000 thôi. 20.000 một bịch như này và mua từ 3 bịch sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên đã giúp cho em là máy đo huyết áp nhá. Con này thì rất là tiện dụng rồi. Giá chỉ có 260.000 thôi. Nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua thì con này nó sẽ bán cho các bác từ 4 đến 500.000, nhưng bên shop bán cho các bác cái giá rất là yêu thương để gửi tới các bác để kiểm tra sức khỏe nhá. Con này thì các bác dùng để đo huyết áp, đo nhịp tim. Đo huyết áp, đo nhịp tim rất là ok luôn. Đấy, lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Đấy, combo cho bác như này, hướng dẫn hết trước đầy đủ luôn. Đó, giá chỉ có 240.000 cho một cái 260.000 trong cái máy đo huyết áp này thôi. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp giá sẽ là 260k cho một con máy đo huyết áp như này. 260.000 các bác nhá. Đấy, rất là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là cầm cho anh cái bịch táo đây. Nó sẽ là một cái hàng để các bác dùng trong ngày Tết nhá, mang đi cho biếu tặng làm quà ngày Tết rất là tiện luôn. Hàng này thì nó sẽ là một cái bịch nho, nho của Hàn Quốc nhá, nho của Hàn Quốc này, nho khô Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 90.000 nhá, 90.000 cho bịch nho khô Hàn Quốc này. 90.000 cho bịch nho khô Hàn Quốc như này nhá. Đấy. Thì con này cân lạng của nó thì từ 7 lạng đến 1 cân, từ 7 lạng đến 1 cân nhá, em cũng không có cân nhưng không chính xác là bao nhiêu đâu. Đấy nhưng mà hạt nho này, đấy, đều đẹp luôn các nhá. Hạt nho đều đẹp và màu là màu tự nhiên, không có phẩm màu nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng liên kết giữa tập đoàn Samsung này, tập đoàn Samsung và các cái tập đoàn lớn của Hàn Quốc để sản xuất nhá. Và đóng gói cũng rất là Hàn Quốc luôn, rất đẹp này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà hoặc mang đi Tết, rất là lịch sự đây. Tập đoàn Samsung này. Đấy, lên cho em đó là nho khô nhá. Giá sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này, đựng trong một hộp này rất đẹp, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà đi Tết này, nho khô này. Tiếp theo thì bên shop về cái táo khô nhá. Táo khô này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Cân nặng của nó thì từ 8 lạng đến 1 cân. Giá sẽ là 100k cho một cái bịch táo khô như này, 100k nhá. 100k cho bịch táo khô như này. Cái này thì các bác có thể mua để cho này, biếu tặng làm quà này, hoặc là các bác có thể mua để mình sử dụng như là xăng nước, hãm nước uống này, ngâm rượu này, hoặc là làm thuốc rất là ok. Đấy, hoặc là hầm xương, hầm gà, hầm vịt cũng ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái bịch táo khô như này, giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, táo khô 100.000. Các bác có thể mua để làm quà Tết, rất là ok và rất là tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy, rất là ok, rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá. Ấm pha trà. Con này thì lô này về nó sẽ là màu trắng này, màu trắng rất là đẹp luôn. Đấy, một cái màu trắng rất là nhẹ nhàng. Đấy, rất nhẹ nhàng, thanh thoát nhá. Đó. Giá thì chỉ có 110.000 cho một con ấm pha trà này thôi. Các bác xoáy cái nắp ra cho em này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là inox 316 này. Inox 316 các bác dùng thực phẩm, thức ăn là ok. Đó, và đây nó sẽ có một cái lưới lọc như này. Các bác dùng pha trà, pha cà phê, hãm trà, hãm trước đều ok hết nhá. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện các bác, pha trà, hãm trà rồi nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đấy, và cái giá thì chỉ có 110.000 thôi. Dung tích nó là 1 lít nhá. Nắp xoáy này các bác dùng lúc nào rót thì các bác mình ấn cái lẫy này xuống cho em. Đó, dung tích 1 lít. Đế lót có lót cao su để trên bàn chống trơn trượt, chống xước bàn, nói chung là hàng rất là tiện ích luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật này. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Dung tích 1 lít. Đó, đây, dung tích của nó là 1 lít này. Đấy, dung tích 1 lít. Giá thì bên shop chiều cao là 65 cm nhá. Thông số đầy đủ luôn, hàng nội địa của Nhật nhá. Lên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà, lô này về thì sẽ là màu trắng nhá. Giá của nó sẽ là 110.000 nhá, 110.000. Có lô về màu trắng, có lô về màu đen đấy, thì hoặc màu đỏ thì nói chung là bên em sẽ gửi màu thì bên em sẽ tư vấn cho các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa anh em các bác nhá. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý là từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ gom hàng mua đủ 200 bên em sẽ bao ship. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mã dao chặt đứt nhá. Đây là một con dao cực kỳ là ngon luôn. Hàng thứ nhất là hàng liền thân các bác này. Đấy, hàng liền thân cán liền thì con này các bác dùng nó rất là đầm tay và cân nặng của nó thì khoảng từ 3 đến 5 lạng, từ 3 đến 5 lạng, hàng thương hiệu Winling của Đức này. Made in Germany nhá. Con này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là dao chặt đứt nhá. Giá thì sẽ là 150k. Đó, dao chặt đứt này.
nên em là dao chặt đứt nhá, chặt đứt giá của nó sẽ là 150k, 150.000 cho một em dao chặt đứt như này. Con này thì hàng của nó sẽ là hàng liền thân nhá, chặt cực kỳ là ngon luôn, băm chặt cực kỳ là ngon luôn. Đấy, và có cái phần trên này để các bác dàn mình dàn thịt các bác này. Đấy, có phần này để các bác treo này. Thép của nó là thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ, hàng made in Germany, rất chất lượng cho các bác luôn, băm chặt cực kỳ là ngon nhá. Đó, giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao cầm trên cái con dao thái các bác nhá. Dao thái thì nó sẽ là em sẽ lên tên nó là dao nhọn và dao vuông để cho các bác dễ phân biệt nhá, dao nhọn và dao vuông. Đấy, thì bên shop sẽ có hai mẫu như vậy, một mẫu nhọn và mẫu vuông. Và cái mẫu nhọn thì sẽ là 175.000 và mẫu vuông là 180.000. Đây, con này thì nó sẽ là mẫu mũi nhọn như này các bác này. Đấy, mũi nó sẽ là mũi nhọn như này. Mũi nhọn như này các bác nhá. Dòng dao thì cực kỳ là bén luôn các bác nhá. Cái này các bác có thể mua để về mình thái lọc phi lê đều được hết này. Test giấy là bình thường, em sẽ test dọc dây bóng cho bác xem này. Đấy, dọc dây bóng như này là các bác biết rồi. Đấy, tức là dao phải là dòng dao siêu bén thì mới dọc được dây bóng như này nhá. Đấy, còn dao thường thì không thể dọc được dây bóng như này đâu. Dòng này là dòng siêu bén luôn các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 175.000, lên cho em là dao nhọn nhá, dao nhọn. Giá sẽ là 175.000 cho một em dao nhọn như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao nhọn này, 175k nhá. Dao nhọn giá của nó sẽ là 175k. Đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác một cái mã đó là con dao vuông nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là cái dòng mũi nó sẽ vuông hơn một chút, còn con kia nó sẽ là mũi nhọn. Chiều dài của dao thì đều là vào khoảng là 30cm. Và bản của dao thì nó sẽ là một cái dòng bản khoảng 4 phân rưỡi nhá. 4 phân rưỡi, cơ bản như vậy quá. Thì đây nó sẽ là con này, nó sẽ là con mũi vuông các bác này. Độ sắc bén thì như nhau thôi, khỏi về bàn về độ sắc bén rồi. Đấy, nói chung là rất là sắc luôn. Đấy, khoảng 30cm. Con này thì mũi nó sẽ vuông hơn một chút, còn con kia thì mũi nó bầu ra. Thì các bác tùy muốn lấy con nào thì lấy thôi. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó, quay theo, rất bén luôn nhá. Dọc giấy bóng như này là các bác biết rồi. Đó, rất là ok ngon lành. Wattbo Japan này, thép không gỉ này, đấy, Chroma này. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là dao vuông nhá. Con này thì sẽ là 180k. Dao vuông này, đấy, lên cho em là dao vuông nhá. Dao thái vuông 180k nhá. 180.000 con dao thái vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái tẩu thuốc nhá. Lên cho em là tẩu thuốc bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là tẩu thuốc nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 một cái tẩu thuốc như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ 70.000 trong cái tẩu thuốc như này nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái tẩu rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, các bác theo, rất là tiện ích luôn. Đó, rất tiện ích như này nhá. Đó. Con này thì các bác có thể cho thuốc lá hoặc thuốc lào vào đây hút đều được hết nhá. Đấy, và đây nó sẽ là đầu liền như này. Chất liệu của nó này, đấy, chất liệu của nó này. Đấy, nó sẽ là bằng một cái loại nhựa gì đó, còn cái đầu tẩu này nó sẽ là bằng hợp kim nhá. Đấy, các bác có thể xoáy ra như này các bác này. Đấy, châm nước vào đây, rất là tiện luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, cái này nó có giòn giếc đầy đủ cho bác luôn nhá. Giá của nó sẽ là 70k. Các bác lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc nhá. Tẩu thuốc giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ tẩu thuốc như này để các bác sử dụng luôn. Rất là tiện, các bác có thể hút thuốc lào, thuốc lá đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc, giá sẽ là 70k nhá. Đấy. Tẩu thuốc này, giá của nó sẽ là 70k. 70k cho cái bộ tẩu thuốc nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọc rác này. Cái này thì các bác đặt vào cái chậu rửa bát nhà mình, đặt vào cái chậu rửa bát nhà mình, thế là rác nó sẽ trôi vào đây là các bác đổ đi thôi. Cái này nó bằng lưới thì nước nó thoát nhanh và cái rác nó không bị bám vào như là cái chậu lọc bình thường nhá. Hãy lên cho em là lọc rác inox nhá. Lọc rác inox giá sẽ là 15k cho một chiếc như này. 15k nhá. 15k cho cái lọc rác inox như này nhá. 15.000. Đấy, rất là tiện, đây em sẽ có video thực tế luôn. Các bác nhá. Mọi người phải tắt cửa và cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không cháy màu vàng. Đó, nó rất là tiện luôn, các bác chỉ cần là bỏ vào cho em là xong nhá, rất là tiện các bạn. Đây, đấy, đặt vào cho em là xong này. Đó, cơm rồi rác rưởi các thứ là mình cho vào là nó sẽ thoát nước rất là tốt luôn. Đấy, và rất là sạch sẽ nhá, nó không bị bám cặn. Thì các bác dùng nó rất là vệ sinh, đấy, đặt vào cho em là xong. Đấy, và nó thoát nước rất là tốt luôn, đổ đi rất là sạch, 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái, các bác lên mã giúp cho em đó là khăn rửa mặt nhá. Thì bên shop bán nó sẽ là combo. Đấy, từ 3 chiếc trở lên 20.000 cho 3 chiếc và bán cả bịch này sẽ là 60.000 một bịch 10 chiếc nhá. Khăn mặt của Hàn Quốc. Chất liệu của nó thì 100% là bông tự nhiên nhá, 100% là bông tự nhiên. Một mặt của nó thì kích thước của nó sẽ là 50 và một chiều là 30, một chiều là 50, một chiều 30.
một mặt là bông mịn và một mặt là bông thường nhá, một mặt là bông mịn, một mặt là bông thô. Thì các bác dùng để rửa mặt này, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, vệ sinh rất là ok. Nói chung là các bác mua một cái này, mua một bịch này các bác dùng đa di năng được luôn, nó rất là tiện. Khăn thì nó sẽ là dòng khăn của Hàn Quốc nhá, rất là bền đẹp, chắc chắn và sạch sẽ như này. Và kích thước của nó là khá là to luôn, 30 x 50, và bên shop bán cho combo nhá. Đấy. Ba cái là bằng 20k nhá, và 10 cái là một bịch này là bằng 60k. Đó, bên shop bán từ 3 cái trở lên 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thanh chắn cửa nhá. Các bác lên cho em là thanh chắn cửa. Đây là một cái thanh để các bác dùng để mình chắn cửa này, chắn cửa rồi dùng để chắn kiến, dán côn trùng rồi bụi bẩn các bác nhá. Các bác chỉ cần là nhét vào cái mép cửa này cho em là xong. Chất liệu của nó thì cái này là bằng vải này, còn cái này nó sẽ là bằng bọt này. Đấy, bằng bọt bông các bác nhá. Đó. Thì giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái thanh chắn cửa này 25.000 các bác nhá. Thanh chắn cửa. Cái này thì các bác dùng để chắn côn trùng rồi nói chung là ruồi, muỗi, kiến, gián đều ok hết nhá. Thanh chắn cửa. Đây các bác này, đấy mình sẽ nhét vào cho em vào cái phần cửa như này. Ruồi, muỗi, rồi côn trùng, kiến, gián là nó sẽ chịu hết luôn nhá, nó rất là tiện luôn. Đấy, thì rất là hợp lý cho các bác sử dụng thôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 25.000 một chiếc nhá. 25.000 một chiếc, chiều dài của nó thì vào khoảng là 90 cm. Về nhà các bác chỉ cần là banh nó ra, sau đó thì mình nhét vào khe cửa là xong. Ruồi, muỗi, kiến, gián, côn trùng đều ok hết nhá, rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì khá là hợp lý các bác. Đấy, các bác chỉ cần nhét vào cho em này xong này. Đó, sau đó thì mình phần thừa là mình cắt đi, rất hợp lý luôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tăng đơ lược nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 110.000 cái bộ tăng đơ lược như này. Con này thì có sẵn cho các bác là dây cắm sạc luôn nhá. Dây cắm sạc này, 4 cái cữ này, một cái lược này, một lọ dầu tra và một cái chổi vệ sinh. Hàng thì của thương hiệu Aichen của Nhật nhá, rất là ngon lành cho các bác luôn, cầm cực kỳ là chắc tay nhá. Và có điều chỉnh cữ cho các bác luôn này, từ 0,8 đến 2 mm nhá. Đấy, các bác có thể điều chỉnh cữ đây để mình cắt này, rất là ngon nhá. Đây, đẩy lên. Đấy. Rất là khỏe luôn nhá. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn các bác. Đấy, rất là khỏe luôn. Các bác có thể dùng để cắt tóc này, cạo râu, chấn viền được hết nhá. Cắt cho người già trẻ con không sợ bị ăn tay các bác. Đấy, tăng đơ đang chạy nhưng mà rất là ngon luôn nhá. Con này rất là bền các bác, rất là bền. Các bác dùng để cắt tóc, chấn viền đều ok hết. Có sẵn cho bác là một lược này, 4 cữ và một đốc sạc luôn nhá. Lên cho em là tăng đơ lược nhá. Tăng đơ lược giá sẽ là 110.000 nhá. 110k cho một cái con tăng đơ lược như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khay giấy vàng nhá. Lên cho em là khay giấy vàng. Con này sẽ là 130.000 cho một cái khay giấy vàng như này. Giá của nó sẽ là 130k. Con này thì rất là tiện ích luôn. Đây nó sẽ là một cái khay bằng giấy như này. Khay này thì nó sẽ là bằng nhựa nhá, bằng nhựa mạ vàng như này các bác này. Đấy, nắp của nó thì nó sẽ là mà trực tiếp vào này luôn. Các bác để cho em giấy, các thứ loại giấy ăn vào đây, rất là tiện ích nhá. Đó, bằng nhựa và mạ vàng 18 carat, các bác dùng bền đẹp chắc chắn, không lo bị gì xét nhá. Đấy, không lo bị gì xét cong vênh như thế này thế nọ, cứ vừa mua về là mình dùng thôi. Chiều rộng của nó khoảng 20, chiều dài 20, chiều rộng thì vào khoảng là 12 và chiều cao thì vào khoảng là 10. Đó, rất là đẹp nhá. Vừa xinh và khổ giấy, các bác để lên bàn ăn này, bàn ăn hoặc bàn uống nước rất là đẹp. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là khay giấy vàng nhá. Nó bằng nhựa nhá, bằng nhựa mạ vàng rất là đẹp luôn. Khay giấy vàng 130.000. Đó, giá rất hợp lý cho anh em và các bác lựa chọn luôn. Đây rồi, em Phạm Huấn lại quay trở lại và trân trọng giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp em. Bên em ship code toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về tiếp tục cho các bác một cái lô dây vòi xịt vệ sinh cực kỳ là cao cấp cho các bác nhé. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một dây một vòi. Đấy, một dây một vòi, một giá đỡ. Đấy, và có kèm thêm cho các bác cả ốc yếc các thứ đàng hoàng đầy đủ cho bác luôn. Combo thì sẽ là bao gồm là một dây này. Đấy, một dây một vòi một giá đỡ này luôn đây nhá. Giá đỡ tất cả đều bằng inox hết nhá. Đấy, Su 304, hàng nội địa của Nhật này. Osaka Japan này. Đấy, Osaka Japan. Con này thì về nhà các bác chỉ cần kết nối vào đây cho em xong này, kết nối vào đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ hạt rẻ rồi. Hàng nội địa của Nhật nhưng mà giá cực kỳ Việt Nam nhá. Đây. Đấy, kết nối vào đây cho em này. Về nhà các bác bắt ốc vít vào tường này. Đấy, đây. Cơ chế của nó thì sẽ là cơ chế tự ngắt nhá. Cơ chế tự ngắt khi nào các bác bóp thì nó vía ra, còn không bóp thì nó lại ngắt. Thì nó rất là tiện ích. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một dây dài khoảng từ 1m2.
Đấy, dài từ 1m2 nhé. Đó. Và một cái giá đỡ như này. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá là bao nhiêu? 100.000 thôi nhá. 100.000 cho một cái bộ dây vò xịt vệ sinh như này. Giá quá là hợp lý cho các bác luôn. Các bác có thể mua để mình sử dụng, thứ nhất là dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này. Hoặc là các bác có thể dùng để làm vòi tưới cây cũng được. Các bác xoáy vào các cái đầu vòi tưới cây. Ví dụ bên em có bán những cái vòi cam xanh ấy, hoặc những cái van hai đầu đấy. Thì về nhà các bác xoáy vào mình sử dụng cho em. Rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k tròn nhá. Lên cho em đó là xịt vệ sinh nhá. Bác lên cho em là xịt vệ sinh. Đấy, xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi này. Dây vòi xịt vệ sinh. Xịt vệ sinh giá sẽ là 100k tròn nhá. 100.000 cho một bộ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia. Cái này thì các bác lên mã giúp cho em đó là vòi chậu rửa vuông nhá. Đấy, vòi chậu rửa mặt. Con này thì các bác chuyên lắp vào chậu rửa mặt, cũng hàng thương hiệu Osaka Japan. Giá sẽ là 350.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con thân vòi bằng inox như này. Đấy, một thân vòi bằng inox này và một cái bộ dây nhá. Đấy, bộ dây nóng lạnh cho các bác luôn. Đấy, một bộ bao gồm 2 dây nhá, 2 dây nóng lạnh cho các bác luôn. Đó, và con này thì nó cũng có hai đầu nóng lạnh như này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 350.000. Dùng rất là ngon luôn, hàng thương hiệu Osaka Japan. Đấy, chất liệu bằng inox 304, bền đẹp chắc chắn, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, bộ sản phẩm sẽ là một vòi và một dây như này. Lên cho em là vòi chậu rửa mặt vuông nhá. Đấy. Vòi chậu rửa mặt vuông, giá sẽ là 350.000. Đấy, lên cho em là vòi vuông chậu rửa mặt nhá. Vòi vuông này. Vòi vuông chậu rửa mặt nhá. Chậu rửa mặt giá sẽ là 350k. 350.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tăm nước nhá. Tăm nước. Cái này nó sẽ là một cái dòng tăm nước cực kỳ tiện ích. Thì khi mà các bác dùng thì mình cái này dùng để mình gọi là cho nước vào, sau đó thì mình sẽ vệ sinh răng lợi bằng cách là mình dùng tăm, tức là dùng tia nước nhá. Đấy, các bác bấm này nó chạy. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác các cái đầu vòi như này. Các đầu vòi như này thì các bác vệ sinh niếu, vệ sinh lợi và rất là nhiều các cái chế độ khác nhau nữa nhá. Và có sạc cho bác luôn, một lần sạc các bác có thể dùng được cả tuần luôn. Thì cái này nó gọi là tăm nước nhá. Các bác dùng các cái tia nước để mình xỉa răng. Nôm na nó là như vậy. Thì rất là đơn giản thôi. Giá bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là tăm nước, giá sẽ là 160k cho một cái bộ tăm nước như này nhá. 160.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái gang tay lao động nhá. Đây nó sẽ là một cái gang tay cực kỳ là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình lao động này, hoặc là làm vườn nhặt cỏ này, hoặc là các bác đeo để đi ra ngoài mùa đông này cũng được. Đấy, mùa đông mà rét các bác dùng cái này cho em cũng rất là tiện ích thôi. Đó. Nó không phải là bằng len hẳn, nó ấm nhưng mà nói chung là cũng rất là ok thôi. Đấy, co giãn 4 chiều, tay to tay nhỏ, tay lớn tay bé đều vừa hết nhá. Có hạt cao su chống trơn trượt này. Đấy, và bên ngoài này thì rất là thoáng luôn. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích. Bên em bán theo combo từ 5 đôi trở lên nhá. Đấy, 5 đôi thì sẽ là 40.000 nhá. 5 đôi là 40k. Đấy. Các bác lên cho em là găng tay lao động nhá. 5 đôi là bằng 40.000 nhá. Và một bịch này là 12 đôi thì sẽ là 70.000 nhá. Các bác cứ mua cả bịch thì cho rẻ này. Cả bịch này 12 đôi chỉ có 70.000 thôi. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ thìa của Đức nhá. Đấy, bộ thìa của Đức như này, một hộp này của nó thì bao gồm cho bác là 6 chiếc nhá. Hộp này bao gồm là 6 chiếc luôn. Đấy, 6 chiếc thìa. À, 5 chiếc thìa như này, đẹp dày dẫn. Đấy, mà giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho 5 chiếc thìa đẹp như này các bác này. Rất đẹp luôn, dày dẫn chắc chắn. Và hàng thương hiệu Winling của Đức, inox 304 nhá. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái hộp 5 chiếc thìa như này. Thì các bác có thể mua để mình ăn cháo, ăn cơm, ăn phở, hoặc dùng cho trẻ em rất là ok. Vừa vặn xinh xắn nhá. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức nhá. Hộp thìa Đức. Giá sẽ là 60k cho một hộp 5 chiếc nhá. 60.000 cho một hộp 5 chiếc như này. Khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái điện thoại một sim các bác nhá. Đấy, điện thoại một sim. Thì con này bên shop bán với giá đó là 100 trước là 150.000, đợt này về giá sẽ cao hơn một chút, giá sẽ là 160.000 các bác nhá. 160.000. Đó. Thì các bác lên cho em là điện thoại một sim, hàng thương hiệu Nokia, sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này, một pin và một cục sạc luôn. Đấy, bây giờ các bác ra cửa hàng điện thoại mà bảo bán cho tôi một cái điện thoại hơn 100.000 thì chả có cửa hàng nào có đâu. Đó, chỉ có bên shop em mới có những cái hàng mà chất lượng mà cái giá nó hợp lý như này thôi. Bên em sẽ bảo hành lỗi một đổi một cho bác trong vòng 10 ngày, các bác về cứ nhận hàng sử dụng thoải mái. Đấy, hết pin thì các bác sạc pin vào cho em. Bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày luôn. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại một sim, giá sẽ là điện thoại một sim nhá.
Trước em đang bán là 150, đợt này về cho bác giá hơi tốt một chút là 160.000 nhá. Đó, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi, các bác lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, con này thì nó sẽ giúp cho các bác là tưới cây tăng áp rất là tốt luôn. Về nhà các bác sẽ ra là nước thẳng này, nước tưới cây này, đấy các kiểu như này và kết nối với các đầu nguồn dây khác cực kỳ là ok. Lên mã giúp cho em là vòi đồng tăng áp, giá sẽ là 50.000 nhá. Vòi đồng tăng áp này, vòi đồng tăng áp giá của nó sẽ là 50k trong cái bộ vòi đồng tăng áp thế này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Bên em thì ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Các bác lên cho em là đá vĩnh cửu này, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên. Đấy, nó sẽ là 6 viên như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức các bạn, hàng của thương hiệu Winling của Đức, hai hình người đây. Đấy, Winling hai hình người của Đức như này. Rất tuyệt vời cho bác này, Winling hai hình người của Đức nhá, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và cái giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Một hộp này chỉ có 70.000 thôi, 70.000 trong hộp đá như này, có cả cái xìa, có cả cái kẹp này để các bác kẹp, các bác gắp ra cho em nó rất là tiện nhá. Gắp ra. Giá thì sẽ là 70.000. Lên cho em là đèn à, lên cho em là đá vĩnh cửu nhá, đá vĩnh cửu 70k. Đó, đá vĩnh cửu này. Đá vĩnh cửu. Đá vĩnh cửu giá của nó sẽ là 70k. Con này thì các bác dùng sử dụng chức năng chính là bây giờ mình về mình rửa sạch sẽ đi, sau đó thì mình bỏ vào cái ngăn đông tủ lạnh, mình uống rượu, uống bia, uống nước ngọt, mình cần mát thì mình bỏ cái này vào là xong. Sau đó thì mình lại vệ sinh đi là xong. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đũa nhá, đũa sứ. Các bác này, đấy rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi đũa sứ như này. Các bác cứ mua cho em 2 đến 3 vỉ là ok. 2 đến 3 vỉ là ok các bác nhá. Đấy, khi mà mình ăn cơm mà các bác dùng một cái đũa sứ này thì thứ nhất là không trơn trượt này, không nấm mốc này, không bị vi khuẩn xâm nhập này, rất là tiện và rửa thì rất là nhanh khô nhá. Đấy, kích thước thì rất là đẹp này. Dùng con đũa sứ này thì chấm hết luôn các bác nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, gọi là sứ nhưng mà nó rất là chắc chắn chứ không phải là dễ vỡ dễ gãy đâu. Cho nên các bác yên tâm sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Đấy, đũa sứ. Cái đũa sứ này bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 60.000 cho một vỉ như này, 60.000 cho một vỉ đũa sứ như này nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó, lên cho em là đũa sứ này. Đũa sứ giá sẽ là 60k nhá. 60k. Đó, 60k cho vỉ đũa sứ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vàng đa năng nhá. Đấy thì bên shop sẽ bán theo vỉ nhá. Đấy, một vỉ này của nó sẽ là một vỉ này bán theo tức là bán theo dây như này, một dây bán theo 3 hộp như này nhá. Đấy. Bên shop thì bán sẽ là combo là 3 hộp như này nhá. 3 hộp như này thì giá của nó sẽ là 20.000 cho 3 hộp nhá. Các bác lên cho em là keo vàng đa năng nhá. Keo vàng đa năng này. Keo vàng đa năng. Đó. Giá của nó sẽ là 20k. 20k trên 3 hộp nhá. 20.000 trên 3 típ. Đấy. Keo vàng đa năng 20.000 3 típ này. Các bác có thể dùng để dán đồ trang sức này. Đấy, dán bàn ghế gỗ này, dán đồ sành, đồ sứ này, rồi điện thoại, thiếc, nói chung là dán đa di năng được hết. Hàng này thì được sản xuất ở Thái Lan nhá. Sản xuất ở Thái Lan đây. Đấy, Thái Lan các bác này. Đó. Mã vạch này, 885 này. Thì con này các bác yên tâm sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Lên mã giúp cho em đó là keo vàng đa năng, keo vàng đa năng. Giá sẽ là 20.000 cho 3 típ nhá. 20.000 cho 3 típ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái nhang trầm đốt nhá. Đấy thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là đi nó sẽ bao gồm cho các bác là 100 vòng. Đấy, mỗi vòng này là một mỗi một tẹp này là 2 vòng nhá. Mỗi một tẹp này là 2 vòng các bác. Về các bác giả là sẽ là 2 vòng. Đó, 100 vòng. Và con này thì cái thời gian đốt của nó thì cháy rất là lâu, từ 2 đến 3 tiếng nhá. Tùy theo cái địa hình các bác nhá, tùy theo cái địa hình các bác, để nó ít gió thì nó sẽ cháy rất là lâu, từ 2 đến 3 tiếng. Đó, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho một cái hộp nhang trầm đốt như này. 100 vòng luôn. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Chất liệu bằng trầm hương tự nhiên rất là thơm. Lên cho em là nhang trầm đốt nhá. Đấy. Nhang trầm đốt này. Nhang trầm đốt, giá của nó sẽ là 40k. 40k trên một hộp bao gồm 100 vòng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là kia led pháo hoa nhá. Đấy. Cái này thì nó sẽ là có các cái tia như này và các bác dùng để mình dán lên tường. Dán lên tường các bác hàn khung cho nó thì các bác trang lên nó cũng rất là đẹp. Đây. Đấy, nó sẽ bắn ra những cái tia pháo hoa này rất là đẹp này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một cái bộ led pháo hoa này thôi. 180k nhá, 180.000 cho cái bộ led pháo hoa như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó.
sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đèn ngủ đuổi muỗi đây nó sẽ là một cái đèn ngủ như này và các bác dùng chức năng dùng để đuổi muỗi cũng rất là ok luôn đó, dùng để đuổi muỗi này. Đấy, nó sẽ có hai chức năng và có cảm biến nhá, ban đêm thì nó sẽ sáng và có công tắc bật này các bác này. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi, vừa làm đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn, giá sẽ là 45k nhá, 45k đó, lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi giá sẽ là 45.000 cho một chiếc như này đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trục đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mã đèn dầu các bác nhá. Đèn dầu con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn cổ rất là đẹp luôn, đèn cổ rất đẹp luôn này. Đấy, sơn màu giả cổ rất là đẹp luôn, màu sơn giả đồng giả cổ rất là đẹp nhá. Và con này thì các bác dùng để mình sử dụng trực tiếp là đốt dầu nhá, đốt dầu. Đấy, và đây thì nó sẽ có cái lẫy như này, các bác chỉ cần nâng cái lẫy này ra để mình có thể châm được đèn, nó rất là tiện luôn. Đấy, và có bấc nhá, các bác về thì các bác tra dầu vào đây nhá, cho dầu vào cái lỗ này nhá. Đấy, xoáy ra cái này nó hơi chặt thì về nhà các bác lấy kìm xoáy ra cho em. Và cái bấc này nó có thể nâng lên tụt xuống này. Đấy, để các bác tra dầu vào cho em. Con này thì các bác vừa có thể là dùng là quai đeo như này. Đấy, quai đeo như này. Đấy, hoặc có thể treo này, rất là tiện. Treo con này được, rất là tiện luôn. Đấy, và rất là đẹp, màu giả cổ rất là đẹp luôn. Thì các bác có thể dùng thì mình để trên ban thờ này, trang trí này, rồi nói chung là đa chức năng luôn. Các bác chỉ cần là kéo con này lên để các bác châm lửa vào đây này. Đấy, kéo con này lên châm lửa và sau đó thì mình thả xuống. Đây nó có cái lò xo nha, kéo lên châm lửa vào và mình lại thả xuống. Nó rất là tiện luôn. Hoặc các bác có thể đẩy lên như này nhá, đẩy lên như này nó cũng được. Tùy theo cái cách sử dụng của các bác rất là ok thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 cho cái mã đèn dầu như này nhá. Và lên mã giúp cho em đó là đèn dầu, giá sẽ là 135k. Đó, đèn dầu này. Đèn dầu 135k nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã đèn khác đó là cái con đèn mang sông nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái mã đèn mang sông như này. Giá của nó sẽ là một con đèn mang sông như này, giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Con này thì nó sẽ có ánh sáng màu vàng rất là đẹp luôn này. Đấy, có lô thì nó là ánh sáng vàng, có lô thì ánh sáng trắng nhá. Và có lô thì màu đỏ, có lô thì màu xanh. Lô này sẽ là màu xanh quân đội rất là đẹp luôn. Màu xanh quân đội rất là đẹp. Đấy, có tăng giảm chiết áp nhá, tăng giảm lượng sáng tối này. Và chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhựa nhưng mà rất là chắc chắn luôn. Và nó sử dụng cái pin 18650 đây. Đấy, pin 18650. Pin này thì bên shop có bán 30.000 một quả nhá. Đấy, hỏng thì các bác có thể mua pin mình thay vào là xong. Còn đèn thì rất là bền bỉ và chắc chắn nên là các bác yên tâm sử dụng thôi. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Chỉ có cho các bác là 120.000 cho một con đèn mang sông nha thôi. Lên mã giúp em đó là đèn mang sông, 120k một chiếc nhá. 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Rất tiện ích, có kèm cho các bác một cái dây sạc luôn nhá. Rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Đó. Lên mã giúp em đó là đèn mang sông nhá, đèn mang sông này. Mang sông, giá của nó sẽ là 120k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bộ sen cao su nhá. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một sen một dây. Một sen một dây, cái này thì không có giá đỡ nhá. Về nhà các bác sử dụng cái giá đỡ cũ nhà mình thôi, hoặc là mua thêm ở ngoài. Ở đây thì nó sẽ có cái đầu cao su như này, giúp cho bác khi mình tắm rửa thì nó kỳ cọ massage rất là tốt luôn. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là chỉ 90.000 cho một cái bộ sen cao su như này thôi. Một sen và một dây như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu chế độ nước này. 1 này, 2, 3 chế độ nước này và có đóng ngắt trên tay luôn. Và cái giá thì rất hợp lý cho các bác nhá. Một cái bộ sen cao su như này giá thì chỉ có 90.000 thôi. Đầu nước nó xả ra ở đây và các bác có thể là dùng cái phần cao su này mình vừa tắm mình vừa massage kỳ cọ luôn. Nó rất là tiện ích, đa di năng, vừa tắm vừa massage kỳ cọ luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su này, sen cao su. Sen cao su giá sẽ là 90k cho một cái bộ sen cao su như này nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là khay giấy các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là một cái khay giấy bằng nhựa như này, rất là đẹp luôn. Đấy, thì lên cho em là khay giấy vàng nhá. Khay giấy vàng, rất là đẹp các bác này. Cái này lên tên là gì đấy? Lên cho em là khay giấy vàng nhá. Con này thì nó bằng nhựa. Đấy, bằng nhựa và rất là đẹp các bác nhá. Bằng nhựa thì các bác dùng rất là bền bỉ, chắc chắn, không lo bị rỉ sét, không lo bị
bị cong vênh nhá. Đấy, bằng nhựa như này rất là đẹp luôn. Nó là bằng nhựa và mạ vàng 18 carat nhá, rất là đẹp như này. Đấy, lên mã giúp em đó là khay giấy vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 nhá. Lên cho em là khay giấy vàng này. Khay giấy vàng rất là đẹp luôn. Đó, khay giấy màu vàng rất là đẹp. Giá thì chỉ có 130 cành thôi, 130k nhá. Con này thì cái chiều dài của nó thì vào khoảng là 20 cm, gần 20 cm. Chiều ngang của nó thì nó vào khoảng là trên 10 cm và chiều cao thì nó vào khoảng là 10 cm. Đấy, con này rất là đẹp. Các bác có thể dùng để mình đựng giấy ăn này, rồi nói chung là rất là hợp lý luôn. Đấy, rất sạch sẽ hợp lý. Màu sắc đẹp, mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Lên cho em là khay giấy vàng. Con này thì giá chỉ có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình trà đồng nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình trà đồng 4 lạng này. Đấy, con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lạng của nhá. 4 lạng. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Đó. Lên cho em là bình trà đồng 4 lạng nhá. Hoa văn rất là đẹp luôn các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 290.000 cho một con bình trà đồng như này. Đấy, lên cho em là bình trà đồng này, giá sẽ là 290.000 nhá. 290k một chiếc như này. Các bác có thể mua để sử dụng để đựng trà này, đựng cà phê này, hay là đựng các cái loại hạt, đựng muối vừng cái thứ cũng rất là ok luôn. Đấy, chất liệu bằng hợp kim mạ đồng nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 290.000, đựng được 4 lạng chè nhá. Đấy. Lên cho em là bình chè 4 lạng nhá. Bình chè 4 lạng này. Bình chè 4 lạng. Giá của nó sẽ là 290k nhá. 290.000 cái bình chè 4 lạng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa la bàn nhá. Đấy, bật lửa la bàn. Thì bên shop về nó sẽ là một cái dòng bật lửa như này rất là đẹp luôn các bác này. Đấy. Khi bật thì các bác dùng cái đầu này cho em này. Đấy. Con này thì nó chưa có ga đâu nhá. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Và bên shop về thì nó có cho các bác là hai màu. À không, có một loại thôi. Đó, thì đây nó sẽ là màu đen rất là đẹp như này nhá. Đấy, màu đen bạc. Màu đen bạc rất là đẹp luôn. Khi các bác bật lên thì nó sẽ lên như này và đồng hồ sẽ lên nhá. Đấy, có cả đồng hồ luôn. Thì về nhà các bác sử dụng thì ấn cho em cái lẫy này vào để đồng hồ nó chạy này. Đây, đồng hồ đang chạy đây. Con này thì nó to vào khoảng là trên hai ngón tay nhá. Đó, trên hai ngón tay như này. Nói chung là nó bằng một cái bật lửa, rất là tiện luôn. Có la bàn này, có móc khóa này, có khui bia này. Đấy, rồi có đồng hồ này. Đấy, đầy đủ các chức năng cho bác luôn. Lên cho em là bật lửa la bàn, về nhà các bác tự bơm ga. Giá sẽ là 120.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa la bàn này. Đấy, bật lửa la bàn, giá sẽ là 120k. 120k nhá. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác một cái mẫu bật lửa, đó là cái con bật lửa đồng hồ nhá. Màu thì nó sẽ là màu vàng như này và thân của nó thì màu gỗ rất là đẹp luôn. Đó, màu vàng thân màu gỗ như này. Con này thì chức năng chính của nó là đồng hồ và bật lửa thôi. Đấy, nó chỉ có hai chức năng thôi. Và tất cả những cái dòng này là về nhà các bác đều phải tự bơm ga hết nhá. Đấy, chưa có ga đâu. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Rất đẹp, rất là ngon lành cành đào cho các bác này. Đấy. Bật lên là có đèn, con kia cũng có đèn luôn nhá. Bật lên là có đèn như này. Đó, về nhà các bác tự bơm ga giúp cho em. Con này thì lên mã giúp cho em đó là bật lửa đồng hồ nhá. Bật lửa đồng hồ. Bật lửa đồng hồ. Đấy. Giá sẽ là 100k tròn nhá. 100.000 cho con bật lửa đồng hồ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hút bụi chạy bằng pin nhá. Hút bụi chạy bằng pin. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Một thân máy này. Đấy, một thân máy này. Hàng của thương hiệu Tamashio Made in Japan này. Đó, một thân máy này. Rồi các cái đầu kết nối này. Đấy, đầu này sẽ là đầu hút này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là cái đầu hút đây. Đấy, đầu hút. Có kèm thêm cho các bác một cái chổi luôn. Đấy, có kèm thêm chổi như này để các bác dùng để mình vệ sinh này. Đấy. Đầu này sẽ là đầu hút này. Đấy. Và cái đầu đằng sau này nó sẽ là đầu thổi này. Đầu thổi thì các bác lắp cái đầu này vào cho em này để làm đầu thổi này. Đây, em thổi cho bác xem này. Đấy. Vừa hút vừa thổi luôn. Bác thấy không? Đây. Đấy, thổi này các bác này. Đấy. Đấy bác thấy không? Thổi nhá, rất là ngon luôn. Thì thổi đằng sau nhá. Anh nghe tiếng gió kêu này. Gió rất là nhiều các nhá. Đó, thì hút ở đằng sau, thổi đằng trước và có kèm cho các bác là các cái cáp sạc luôn để về nhà các bác cắm sạc nhá, đầy đủ. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, chạy bằng pin. Đấy, một lần sạc các bác dùng rất là được lâu luôn. Lên mã giúp cho em đó là hút thổi bụi bằng pin nhá. Đấy, hút thổi bụi này, đó, hút thổi bụi bằng pin nhá. Giá của nó sẽ là 170.000 nhá. 170k cái hút thổi bụi bằng pin như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đũa của Nhật nhá, thì có hai mẫu như này. Đấy. Coffee, xe lên lấy à? 4 triệu. Đến lấy tại nhà.
Đấy thì cái can à, cái đũa cô gái này thì sẽ là 50.000 nhá, đũa cô gái. Đũa cô gái Nhật sẽ là 50k nhá, 50k cho một vỉ đũa cô gái Nhật như này các bác nhá. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đũa cô gái Nhật này giá sẽ là 50.000 này. Đấy, còn ngoài ra thì bên shop có cái đũa Nhật đen bình thường như này. Đũa Nhật đen bình thường như này thì giá vẫn bán là 40.000 nhá. Đấy. Hàng thì đều là được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các nhá. Đấy, kích thước thì nó na ná như nhau thôi. Đó, con này thì các bác lên xem là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật giá của nó sẽ là 40k trên một vỉ 10 đôi nhá. 40.000 trên một vỉ 10 đôi. Còn cái đũa cô gái này sẽ là 50.000, 50.000 trên một vỉ cũng 10 đôi luôn các bác nhá. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Bên em thì gọi là ship hàng toàn quốc luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 20.000 tiền ship nữa nhá. Cộng em 20.000 tiền ship nữa. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là kia mắc treo quần áo nhá. Đấy, các bác lên cho em là mắc gỗ này, mắc áo gỗ. Đấy, lên cho em là mắc áo gỗ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k cho một cái mắc áo gỗ như này nhá. Lên cho em là mắc áo gỗ 40k. Cái này thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái sắt như này và nó có sẵn lỗ rồi. Về nhà các bác chỉ cần xoáy vào cái gen này cho em xong này. Xoáy cái lỗ này để mình treo quần áo, treo đồ. Đấy, con này thì đa di năng luôn. Ngoài treo quần, treo áo thì các bác có thể treo đồ đoàn các thứ. Đấy, mình treo lên cửa sổ này, sau đó thì mình có thể treo lên vào những cái mắc này, nó rất là tiện. Lên cho em là mắc gỗ nhá, mắc gỗ. Giá sẽ là 40.000. Đó. Mắc gỗ này. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k những cái mắc gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là kệ góc vuông nhá, kệ góc vuông. Đấy, kệ góc. Thì cái này các bác về nhà các bác cắt đôi cái tấm dán này ra, đấy, cắt đôi tấm dán này ra cho em, sau đó thì mình sẽ treo vào nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết nhá. Đấy, cái này thì em còn một ít nữa, thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là kệ góc nhá, thanh lý nốt cho bác cái giá đó là 40.000 cho một cái kệ góc này thôi. Giá chỉ có 40k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kệ góc, giá sẽ là 40.000. Đó, kệ góc này. Giá của nó sẽ là 40k một chiếc, 40.000 cho một chiếc kệ góc như này nhá. Giá thanh lý cho các bác nhá. Nó chỉ có một cái móc dán như này thôi, về nhà các bác cắt ra làm đôi, sau đó thì mình treo vào cho em nhé. Treo vào cho em là ok. Đó, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhé, nó sẽ là một cái kệ như này. Đấy, về nhà các bác bóc cái miếng dán này ra cho em này. Đó, sau đó thì mình treo lên tường cho em. Nó rất là tiện luôn. Đó, các bác có thể để rất là nhiều đồ đoàn được nhá. Đó, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết. Đấy, dán vào, nó chịu được tương đối là nặng đấy. Thì các bác để đồ đoàn rất là sạch sẽ, xịt nước vào cũng ok. Đó, rất thoải mái luôn. Giá thì chỉ có 40.000, thanh lý cho bác giá tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cây lấy dấu nhá. Cây lấy dấu, giá thì sẽ là 40.000 cho một cây lấy dấu như này. Các bác có thể dùng để mình lấy dấu rồi đánh dấu các cái vật cũng đều ok đây các bạn. Đấy, các bác nhấp này có dấu luôn. Đây. Đấy, đánh dấu trên gỗ, trên sắt, trên thép đều được hết nhá. Đấy, trên gỗ, trên sắt, trên thép đều được hết, rất là tiện. 40k cho một cây lấy dấu như này thôi. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm đầu bằng nhá. Đấy, các lên cho em là kìm bạc này, kìm bạc đầu bằng. Đó, kìm bạc đầu bằng như này. Đấy, con này thì sẽ là 180.000 cho con kìm bạc đầu bằng như này. Rất là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, hoặc các bác lên cho em là kìm đầu bằng FO nhá, kìm đầu bằng FO. Đấy, giá cái kìm FO của Nhật đây dài 220mm, tức là 22 cm, hàng của Nhật này. Đấy, Japan đây. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Lên cho em là kìm đầu bằng FO 180.000 nhá. Đấy, kìm đầu bằng FO 180.000 một con như này. Đa di năng cho các bác luôn. Đấy, con này thì dùng đa di năng nhá. Tuốt dây, bấm cốt các thứ rồi cắt xoắn dây đều ok hết. Kìm bằng FO này, kìm FO. Giá sẽ là 180k cho cái kìm FO như này nhá, kìm bạc FO. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt inox nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chai xịt inox đa di năng như này. Các bác có thể dùng để mình xịt inox này rồi là xịt chống rỉ, chống han rỉ, chống sét các bác này. Đây, các bác xịt lên cho em. Đấy, nó sẽ là một cái lớp inox trắng mỏng như này. Đấy, lên cho em là sơn inox nhá. Sơn inox giá sẽ là 80k cho một chai sơn inox như này nhá. Giá sẽ là 80k các bác này. 80.000 cho một chai sơn inox như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Khay hấp bánh bao như này. Đây nó sẽ là một cái khay rất là tiện ích để các bác dùng để mình hấp bánh bao hoặc là đựng hao cả. Hàng bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn các bác, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, để các bác dùng để mình hấp bánh bao hoặc là đựng hoa quả rất là ok. Đó, khi mở ra thì nó sẽ như này. Các bác có thể đựng hoa quả hoặc hấp bánh bao hoặc là chiên dùng để hấp đồ ăn rất là ok. Giá thì chỉ có cho các bác là
50.000 cái khay hấp bánh bao này thôi, khay hấp bánh bao giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia, các bác lên cho em là cà lê 8 đầu đa năng nhá, cà lê 8 đầu bạc này, đấy 8 đầu bạc nó sẽ là màu bạc như này, đó cà lê 8 đầu bạc, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 130.000 cho một con cà lê 8 đầu bạc như này nhá, hàng của thương hiệu Rama Shikensei các bác này, đấy, hàng của Nhật nhá, giá sẽ là 130.000 nhá, 130k cho một con cà lê 8 đầu bạc như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 8 đầu. Đấy, bên này thì 8, 10, 11, 13 và bên này thì sẽ là 13, 14, 17, 19. Đấy, rất là đa di năng cho bác luôn. 8 đầu như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. 130.000 cho cái cà lê 8 đầu bạc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vít đen trợ lực nhá. Đấy, vít đen trợ lực này. Con này thì giá sẽ là 60.000 cái bộ vít đen trợ lực như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 6 cây vít với 12 đầu khác nhau nhá. Mỗi đầu là một loại khác nhau nhá. Ba khe lục giác, mũi khế, hoa thị đầy đủ cho bác luôn. Đây các bác chỉ cần đút vào này cho em xong này. Đấy. Con này thì nó sẽ là có xoáy nhanh nhá. Đấy, thứ nhất là có xoáy nhanh, thứ hai có đảo chiều và thứ ba là có trợ lực rất là tốt luôn, và các bác có thể tùy chỉnh dài ngắn, có trợ lực thép CRV. Giá thì chỉ có 60.000 cho một con tô vít như này thôi. Đấy, lên cho em là tô vít đen. Đấy, nó sẽ là màu đen như này. Lên cho em là tô vít đen. Giá sẽ là 60.000. Các bác có thể dùng để mình gọi là xoáy rồi vặn vít các thứ rất là ok nhá. Đấy, tô vít đen trợ lực giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Đấy, các bác đã có ngay một con vít đen trợ lực đa năng luôn, giá sẽ là 60k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái vòi nước. Các bác lên cho em là vòi cam xanh nhá. Đấy, nó sẽ là hai loại vòi như này, một là màu cam, hai là màu xanh. Đấy, nó sẽ có hai màu, màu cam, màu xanh. Cho nên là bên em lên nó sẽ là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Và hôm nay thì bên shop gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, một con vòi cam xanh như này. Đấy, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000 chia ra làm hai đường nước luôn, một hai đường nước như này. Đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Màu cam và màu xanh thì lên mã giúp cho em đó là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này, hai đường nước, có gen để các bác xoáy kết nối. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn 5 cánh nhá. Đấy, bóng đèn 5 cánh như này. Cứ dọn đi, cứ dọn đi. Đèn 5 cánh như này các bác nhá. Ở đây nó sẽ là một con bóng đèn 5 cánh như này, siêu sáng cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 125.000 nhá, 125k. Đấy, lên trên là đèn 5 cánh, giá sẽ là 125.000. Con này thì siêu sáng luôn này các bác này. Đấy, cái chỗ em quay này. Đấy, rất sáng nhá, sáng chói chang luôn các bạn. Đấy, giá sẽ là 125.000 cho một con đèn 5 cánh như này. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, cái chỗ em quay này, rất sáng luôn. Đó, bóng rất sáng luôn nhá. 125.000 cho con đèn 5 cánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 30 chiếc, giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho 30 chiếc như này. Xanh, đỏ, tím, vàng đầy đủ cho các bác luôn. Được làm từ sợi than tre hoạt tính các bác nhá, sợi than tre hoạt tính Hàn Quốc đây, Korea nhá. Con này nó đang bán ở siêu thị Việt Nam mình là 36.000, nhưng mà riêng hôm nay bên shop tri ân bán cho bác cả hộp này, giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 cho một hộp như này nhá. 110.000, một hộp này là 110.000, 30 chiếc nhá. 30 cái này bằng 110k nhá. Mua 4 cái là bằng 20.000, bán từ 4 cái trở lên, và 10 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. Các bác mua cả chục thì sẽ là 40.000, mua 10 cái thì sẽ là 30 cái là 110.000, còn 4 cái thì sẽ là 20.000 nhá. Bên em bán thì 4 chiếc trở lên. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì bên shop lại về các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh YouTube nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng chúng ta cũng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em thì ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi. Đấy, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về được một ít cái đồng hồ của thương hiệu Rolex nhá. Đấy, đồng hồ của thương hiệu Rolex thì hàng về số lượng không có nhiều đâu. Bác nào mua thì nhanh tay điện thoại đặt hàng giúp cho em. Đấy, thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 tròn và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Hàng thì đồng hồ này nó sẽ là hàng chạy bằng pin nhá, hàng chạy bằng pin. Đấy, đây các bác này, rất là ngon luôn. Đấy các bác nhá, đồng hồ của thương hiệu Rolex này, mặt vàng này, kim trôi này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đồng hồ Rolex nhá, Thụy Sĩ, rất chất lượng cho các bác luôn. Dây vàng, mặt vàng rất đẹp. Có cả ấy luôn các bác nhá, có cả ngày, có cả lịch luôn. Đó, thương hiệu Rolex đây, đồng hồ Rolex Thụy Sĩ nhá, rất ngon lành cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300k. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex, giá sẽ là 300.000 nhá.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái dòng điện thoại. Các bác lên mã giúp cho em, đó là điện thoại 4 sim. Đấy, đây nó sẽ làm con điện thoại 4 sim như này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, về nhà các bác lắp sim ở đây cho em. Có 4 khay sim cho các bác luôn nhá. Có 4 khay sim luôn. Rất là tiện. Đó, đây. Đấy, có cả đèn pin nhá. Đây nó sẽ có một cái đèn pin rất là sáng ở đằng trước này. Các bác có thể dùng để mình soi dọi hoặc là sử dụng rất là tiện ích. Có cả đèn pin luôn. Và con này của nó thì nó sẽ là dòng 4 sim. Về nhà các bác chỉ cần bật nguồn và lắp pin lên là khởi động thôi. Đấy, lắp pin, lắp sim xong thì khi các bác lắp sim xong thì các bác tắt nguồn đi nhá. Lắp sim xong tắt nguồn đi. Đấy, bật lại cho em. Đấy, để nó nhận sim nhá. Lắp sim vào thì các bác tắt nguồn đi, sau đó thì mình bật lại lên cho nó nhận sim là ok nhá. Đấy, rất là ngon lành. Và giá thì chỉ có cho các bác là 450.000 cho một con điện thoại 4 sim như này các bác nhá. 450k. Đấy, lên mã giúp cho em là điện thoại 4 sim. Đằng sau này thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc này và một cái ốp luôn nhá, kèm một cáp sạc một ốp luôn. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Một cáp sạc một ốp và cái giá thì chỉ có cho các bác là 450.000 thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim nhá, điện thoại 4 sim. Đấy, điện thoại này, điện thoại 4 sim. Giá của nó sẽ là 450k và bao sim tận nhà cho các bác luôn. Đó, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ rổ vuông nhá. Các bác lên cho em là bộ rổ vuông. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là combo là 3 đôi rổ nhá, 3 đôi cả rổ cả chậu luôn. Đấy. To nhất này thì đường kính của nó là 35 cm cả rổ cả chậu nhá. Hàng bền vĩnh cửu luôn các bác này. Đấy, nhựa của nó thì siêu mềm luôn. Các bác dùng thoải mái nhá. Đấy. Sẽ có cho các bác là 3 đôi cả rổ cả chậu như này. Đôi số 1 này. Đấy. Đôi số 2 này. Đấy, đôi số 2 đây. Đấy, đôi số 2 này các bác nhá. Đấy. Và đây là đôi số 3 này. Đấy, đôi số 3. Đó, to nhất là 35 mà nhỏ nhất là 20 này. Nhựa của nó siêu mềm luôn các bác thấy không? Đây, các bác dùng nó rất là thích. Đấy. Nhựa thì nhựa cao cấp của Việt Nhật rồi, rất là mềm. Đó, và cái giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên cho em là rổ vuông nhá. Đấy, rổ vuông. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k thì cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm 1 ti nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là bơm 1 ti. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật. Của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 100 cành cho một con bơm 1 ti này thôi. Con này thì rất là tiện, các bác dùng để bơm phao, bơm bóng, bơm hơi, bơm xe đạp, xe máy đều ok hết nhá. Bơm xe đạp, xe máy đều ok hết. Đây, có các cái đầu để các bác kết nối này. Đấy, và đây các bác dùng để bơm xe đạp, xe máy này đều ok hết nhá. Đấy, có các cái đầu bơm của nó đây. Đấy, và con này của nó thì hàng của thương hiệu Daisen của Nhật nhá. Daisen của Nhật. Đấy. Xi lanh rất chắc chắn cho các bác. Đấy. Rất chắc chắn luôn các bác nhá. Đó. Có đồng hồ báo nhá. Con này thì pixi của nó là được 7 cân nhá. Đấy, bơm được 7 cân thì các bác dùng để bơm xe đạp, xe máy rất thoải mái. Dây của nó là dây vải này, dây vải thì các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn, không lo bị đứt hoặc là bị thủng nhá, không lo bị đứt bị thủng, rất tiện ích. Giá thì một cái con bơm 1 ti như này giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên cho em là bơm 1 ti nhá, 1 ti. Giá của nó sẽ là 100k, 100.000 cái bơm 1 ti này, rất rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ 5 thìa của Đức nhá. Đấy, 5 thìa của Đức. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling. Winling của Đức hay người như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 cái thìa như này nhá. 5 cái thìa, hàng của Đức này. Inox 304, cực kỳ là dày dẫn chắc chắn. Đấy, độ cong, độ sâu vừa phải. Để các bác dùng ăn cháo, ăn súp hoặc là các bác dùng chế biến thực phẩm, thức ăn rất là ok. Đấy, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ 5 thìa Đức nhá, 5 thìa Đức, hộp 5 thìa Đức giá sẽ là hộp 5 thìa Đức giá sẽ là 60k nhá. Đấy, hộp 5 thìa Đức này. Hộp 5 thìa Đức nhá. 5 thìa Đức giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho 5 cái thìa như này, 60.000 nhá. Đấy, 60.000 cho 5 cái thìa như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bảng tự xóa hay còn gọi là bảng tô nhá. Đấy, bảng tô cũng được mà bảng tự xóa cũng được, rất là tiện. Thì cái này các bác dùng để cho các em nó học hành. Đấy, sáng tạo rất là tiện luôn. Tô vẽ thoải mái nhá. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác một cây bút này. Và khi các bác sử dụng thì nó sẽ có cái lẫy khóa đằng sau, mở cái phần khóa này lên này. Các bác bắt đầu sử dụng này. Đấy, ấn xóa đi này. Đó. Viết tô vẽ thoải mái nhá. Đấy, không thích dùng nữa thì lại xóa đi. Các bác viết cho em đó là shop Phạm Huấn nhá. Đấy, shop Phạm Huấn này. Shop Phạm Huấn hàng Nhật bãi nhá. Sau đó thì xóa đi này. Đó. Cái này thì các bác lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá. Bảng tô. Giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000 cái bảng tô như này. Đấy, không thích dùng xóa đi. Ok. Giá thì chỉ có 50k thôi, rất là tiện.
các bác có thể mua để cho các em nó học hành sáng tạo, tránh xa điện thoại máy tính bảng, rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện của Nhật nhá. Dây điện của Nhật đây nó sẽ là một dòng dây cực kỳ là cao cấp luôn. Dây của nó sẽ là dây 2.5. Đấy, dây Nhật 2.5 nhá, rất tiện ích cho các bác này. Đây. Japan này và CU tức là dây lõi đồng nhá. Đấy, con này thì 300 đến 500V nhá, 300 đến 500V. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có đèn báo nhá, có cái đèn báo bên trong này. Và dòng này là ổ cao su chống va đập, các bác có thể dùng để ăn lẩu này, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Và cắm vào nó rất là chặt nhá. Cắm vào kết nối nó rất là chặt. Các bác dùng thì không sợ bị mo ve, không sợ bị chập cháy. Các bác có thể dùng cho máy cắt, máy hàn, rồi các cái loại máy móc đi chiến công trình đều được. Dây thì nó rất là êm. Đấy, rất là mềm, dây rất là mềm nhá. Đấy, giá thì bên shop sẽ bán theo combo nhá. Đấy. Thì quận 5m của nó sẽ là 5m là sẽ là 220 này, 5m 220k nhá. Đấy, 10m là 330k và là 30m sẽ là 650.000, 650k đó. Các bác lên cho em là dây điện xanh nhá, dây điện xanh. 10m là 5m 220, 10m 330 và 30m là 650.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là một cái con máy các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là máy hút thổi bụi bằng điện nhá. Đấy, hút thổi bụi chạy bằng điện. Tại vì bên shop có cả con chạy bằng pin nữa, mà con này nó sẽ là dòng chạy bằng điện. Rất là khỏe luôn. Thì có lô nó về màu xanh, có lô nó về màu đỏ, thì cái màu này nó cũng không quan trọng lắm các bác nhá. Màu này không quan trọng lắm. Đó, thì con này thì dòng này của nó sẽ là một cái dòng siêu khỏe luôn. Sử dụng điện 220V. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 260.000 thôi. Đây, rất là khỏe luôn các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần lắp cho em cái này vào xong rồi, đây nó có cái lẫy này, sập cho em xong. Chung dài luôn. Chung dài luôn. Đấy. Con này thì cả hút cả thổi nhá. Đấy, các bác muốn hút thì các bác lại đảo qua chiều này chưa? Đó, đảo qua chiều này. Đấy, để mình hút này. Hút rất là mạnh nha con. Đó. Hút kinh không? Đấy, hút này. Hút này. Đó, thì con này cả hút cả thổi luôn nhá. Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Hút thổi bụi điện này, thổi bụi chạy bằng điện nhá. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000. Rồi, ok.